Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 1051 cùng anh. Anh tạm thời không kế hoạch nào tại thời điểm hiện tại vì tôi không còn gì cả. Lê Vĩnh Thiên không muốn nói với gia đình về kế hoạch của mình. Với năng lực của anh, cho dù làm cái gì, cũng nhất định có thể thành công. Nếu anh thắng, em sẽ cùng anh thống trị thiên hạ, nếu anh thua, em sẽ cùng anh làm lại từ đầu. Chu Nhược Mai nói. Nhưng anh rất mệt mỏi, đang muốn ăn cơm mềm. Lê Vĩnh Thiên trịnh trọng nói. Anh không thể như thế này. Anh từng có thế lực, là một hộ soái bảo vệ đất nước mà giờ muốn ăn cơm mềm, người khác sẽ cười nhạo đấy. Chu Nhược Mai nói. Phải đó, con phải phấn chấn lên. Con là trạng nguyên trong số 365 người. Dù con không trở thành một hộ soái, thì cũng có thể làm việc trong các ngành khác để hỗ trợ gia đình của mình. Đừng nản lòng, Lê Tuyết Tương cũng nói. Lê Vĩnh Thiên, nếu anh dám ăn cơm mềm, tôi sẽ viết anh vào tiểu thuyết của tôi. Tôi sẽ viết anh là một kẻ vô dụng hoặc một tên cặn bã. Nguyễn Tú Hằng nói. Được rồi, mọi người không cần nói về chuyện đó nữa. Con muốn yên lặng, Lê Vĩnh Thiên nói. Thông báo về việc cách chức của Lê Vĩnh Thiên đã được đưa ra. Ngụy Nghiêm được bổ nhiệm làm tể tướng, Ngụy Nguyên Trác được chỉ định làm thống lĩnh của quân đội Ngự Lâm và Ngụy Nguyên Trác làm viện trưởng viện giám sát. Cha con nhà họ Ngụy bất ngờ được quốc vương Long Quốc trọng dụng, nhảy lên chức cao khiến dư luận dậy sóng. Không ai có thể nghĩ rằng cha con nhà họ Ngụy vốn luôn là vô danh tiểu tốt lại đột nhiên lên chức cao như vậy. Và lại đều là những chức vụ quan trọng. Đặc biệt là Ngụy Nghiêm đã nhảy từ một bộ trưởng nhỏ nhoi lên làm tể tướng của Đại Long Quốc. Hai người con trai của ông ta chả có kỹ năng đặc biệt nào mà cũng có thể được quốc vương Long Quốc giao phó trọng trách. Ngay khi tin tức truyền tới cả nước, tất cả đều bàng hoàng. Bốn vị hộ soái đều không hề hay biết không biết Ngụy Nghiêm đã cho thuốc mê gì cho quốc vương Long Quốc mà ngài lại trọng dụng người bố con họ Ngụy như thế. Tin tức cha con nhà Ngụy nắm quyền không chỉ khiến Long Quốc chấn động mà còn khiến tất cả các quốc gia trên thế giới phải kinh ngạc. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất vui mừng khi biết rằng quốc vương Long Quốc đã để những kẻ tầm thường và kém cỏi như nhà họ Ngụy và con trai của ông ta nắm giữ những chức vụ quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì bọn họ đều biết rằng chính sự trọng dụng những kẻ kém cỏi như vậy thì sớm muộn gì Long Quốc cũng sẽ suy tàn. Long Quốc suy tàn là điều đáng mừng cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Lúc đó trên thế giới ít đi một đối thủ mạnh khác, thậm chí còn có cơ hội thôn tính cả Long Quốc. Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương và Nguyễn Tú Hằng đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bố con nhà họ Ngụy đều đã trở thành các quan chức cấp cao. Lê Vĩnh Thiên vừa mới bị bãi chức, thì nhà họ Ngụy lập tức được thăng chức. Chẳng lẽ đây là âm mưu gì? Chu Nhược Mai nói. Chuyện trong triều đình rất khó để tôi giải thích với mọi người. Tốt hơn hết là không nên hỏi những câu hỏi này. Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi, vậy thì tôi sẽ không hỏi những câu này. Lúc trước anh có nói sau chiến tranh, sẽ xây dựng lại tập đoàn Galaxy. Bây giờ anh bị cách chức, chắc chắn không thể xây dựng lại tập đoàn Galaxy rồi. Hai anh em Triệu Đình Vũ vẫn đang chờ đợi để tôi làm việc cho họ. Bản thân tôi giờ cũng không còn việc làm, Chu Nhược Mai nói với giọng u sầu. Cô có thể yên tâm. Tập đoàn Galaxy sẽ xây dựng lại dù sớm hay muộn. Thành phố Đà Lạt cũng sẽ được xây dựng lại. Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai nói, bây giờ anh không quyền không chứ? Chuyện xây dựng lại tập đoàn Galaxy và thành phố Đà Lạt không tới lượt anh làm chủ đâu. Chu Nhược Mai nói. Đừng nói nhiều nữa, tôi phải đến bệnh viện để gặp Triệu Đình Vũ. Hay là tranh thủ thời gian tôi đang rảnh, tới bệnh viện thăm Triệu Đình Vũ và Lại Nhi. Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi. Chúng ta cùng nhau đi, Chu Nhược Mai nói. Vậy là, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Lê Vĩnh Thiên đã ra ngoài cùng nhau. Ngay khi vừa đi ra ngoài biệt thự, thủ lĩnh hộ vệ nhận được lệnh của Ngụy Nghiêm rằng họ không được ở lại biệt thự Tinh Nguyệt để bảo vệ một thường dân như Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nghiêm muốn tấn công Lê Vĩnh Thiên, vì vậy, ông ta phải giải tán hộ vệ của Lê Vĩnh Thiên trước mới có thể ra tay. Cho nên, chuyện phải làm đầu tiên sau khi nhậm chức. Đó là ra lệnh thu hồi đội hộ vệ của Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã bị giáng chức xuống một thường dân, nên anh ta không đủ tư cách dùng hộ vệ. Với tư cách là tể tướng, Ngụy Nghiêm có đủ lý do để thu về hết hộ vệ của Lê Vĩnh Thiên. Biệt thự Tinh Nguyệt được cậu chủ họ Hàn tặng cho Lê Vĩnh Thiên, không phải là do quốc gia ban tặng nên Ngụy Nghiêm không thể lấy lại được biệt thự Tinh Nguyệt. Hổ soái, tể tướng Ngụy vừa ra lệnh cho chúng tôi sơ tán. Người thủ lĩnh đội hộ vệ nói một cách khó xử.
Lê Vĩnh Thiên nói, ta đã nói, chuyện trên sẽ cho ngươi đi trở về. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chúng tôi thực sự không muốn rời xa anh. Thủ lĩnh đội hộ vệ nói. Hãy tuân thủ mệnh lệnh. Tôi đã bị cách chức vì không tuân theo mệnh lệnh. Tôi không có quyền hay chức vụ gì bây giờ nên sẽ không ai làm hại tôi đâu. Giờ tôi không cần sự bảo vệ của các cậu, Lê Vĩnh Thiên nói. Hồ Soái sẽ luôn là một hồ soái trong lòng chúng ta. Cho dù vị trí của anh có thay đổi, tôi cũng muốn đi theo anh. Thủ lĩnh đội hộ vệ nói. Vâng, hộ soái cho chúng tôi theo anh đi. Những hộ vệ này đều trung thành với Lê Vĩnh Thiên và không muốn rời đi. Không được, các cậu sẽ bị kết án tử hình nếu không tuân lệnh. Nếu mọi người vẫn xem tôi là hổ soái thì nghe lời tôi về nhà mau đi. Tôi bây giờ đã là một kẻ lang thang không thể tự nuôi sống bản thân, các cậu còn theo tôi để làm gì? Lê Vĩnh Thiên nói. Hổ soái, thủ lĩnh đội hộ vệ vẫn còn muốn nói tiếp. Lê Vĩnh Thiên cắt ngang lời của anh ta, đừng nói gì nữa. Là mệnh lệnh, cậu hãy dẫn các anh em mau chóng rời đi. Chương 1052 bảo trọng. Vâng, hổ soái. Nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên nhất quyết đuổi họ đi, thủ lĩnh đội hộ về đành phải thực hiện mệnh lệnh. Đừng gọi tôi là hộ soái nữa, đi nhanh lên, Lê Vĩnh Thiên nói. Hộ soái hãy bảo trọng, có duyên gặp lại, thủ lĩnh hộ vệ nghe lệnh không thể thay đổi lời nói. Hộ soái hãy bảo trọng, có duyên gặp lại, các hộ vệ khác cũng đồng thanh. Đừng dây dưa nữa, mau đi đi, Lê Vĩnh Thiên thực ra rất buồn và bất đắc dĩ, nhưng anh ta lại giả vờ sốt ruột. Sau khi chào tạm biệt Lê Vĩnh Thiên, các hộ vệ và Lê Vĩnh Thiên lái xe rời khỏi biệt thự trên núi Tinh Nguyệt. Cảnh chia ly gượng ép này khiến Nguyễn Tú Hằng, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương không kìm được nước mắt. Sau khi hộ vệ đi hết, Lê Vĩnh Thiên nói với Nguyễn Tú Hằng, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương và những người khác, được rồi, chúng ta hãy đến bệnh viện và thăm Triệu Đình Vũ đi. Vâng, Chu Nhược Mai nói. Bây giờ không có người hộ tống. Lê Vĩnh Thiên người được hộ tống bằng xe đặc biệt chỉ còn cách lái chiếc Bugatti Veyron chở Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai đến bệnh viện. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên không còn là hộ soái bảo vệ quốc gia nữa, nhưng anh vẫn còn biệt thự và xe sang. Người đàn ông gầy gò có thân hình lạc đà to hơn cả con ngựa này dù không còn cái gì, nhưng ít nhất anh vẫn còn khấm khá hơn so với nhiều người bình thường khác. Chu Nhược Mai không muốn lái chiếc Lamborghini của mình. Nên cô đã ngồi xe của Lê Vĩnh Thiên để đi đến bệnh viện. Long Cung. Sau khi quốc vương Long Quốc thoái triều, Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng trở về nhà họ Ngụy trong sự phấn khích. Kế hoạch bao năm nay cuối cùng hôm nay cũng thành công. Ba người họ không giấu nổi sự phấn khích. Nhà họ Ngụy trên dưới lớn nhỏ khi biết tin ba bố con Ngụy Nghiêm trở về đã vui mừng chào đón. Sau khi trở về nhà, Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Tùng và Ngụy Nguyên Trác không thể nhịn được cười vì quá phấn khích. Chúc mừng ông chủ, chúc mừng cậu chủ, cả nhà họ Ngụy đồng thanh. Chỉ trong một đêm, nhà họ Ngụy đã leo lên đỉnh cao quyền lực của Long Quốc nên tất cả các thành viên nhà Ngụy đang ở đều vô cùng vui mừng. Ba bố con nhà họ Ngụy một người thì giữ chức tể tướng, một người thì giữ chức phụ chỉ huy quân đội Ngự Lâm và người còn lại thì giữ chức viện trưởng viện giám sát. Bây giờ đã trở thành gia tộc số một ở Đại Long Quốc. Ngoại trừ quốc vương Long Quốc, không một gia tộc nào trong toàn bộ Đại Long Quốc có thể cạnh tranh với gia tộc Ngụy. Sau khi Ngụy Nghiêm và con trai chia vui cùng gia đình, ba người lại quay về mật thất. Bởi vì có một số bí mật chỉ có họ mới được biết, ngay cả người nhà của họ cũng không thể cho biết nhằm tránh bị lộ ra ngoài. Vì vậy ba bố con chỉ có thể vào mật thất để bàn bạc công chuyện. Bố ơi, bây giờ chúng ta đã đạt được thành công của kế hoạch ban đầu và nắm được sức mạnh của Long Quốc. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Bây giờ con đã là thống lĩnh của quân đội Ngự Lâm. Bố đã giúp con ở trước mặt quan đại thần đảm nhận việc xây dựng lại quân đội Ngự Lâm rồi. Ngụy Nghiêm nói. Nhưng trong một lúc, con tìm đâu ra nhiều người cùng lúc để phục vụ cho quân đội Ngự Lâm đây? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Con thật ngu ngốc, Điện Thiên Cang của chúng ta chẳng phải có các môn các phái sao? Cứ cho các đệ tử môn phái đó đến phục vụ cho quân đội Ngự Lâm là được rồi. Đó không phải là người à? Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Trác đột nhiên hiểu ra, đúng nhỉ, rất nhiều môn phái trong Điện Thiên Cang mà gia nhập vào quân Ngự Lâm thì sẽ có rất nhiều người rồi. Đúng vậy, thị vệ của quốc vương Long Quốc, người trong quân đội Ngự Lâm đều là người của chúng ta. Toàn bộ người trong Long Cung sẽ được kiểm soát vững chắc trong tay chúng ta. Ngụy Nghiêm nói. Bố, thế viện giám sát của con sẽ sử dụng người nào? Ngụy Nguyên Tùng hỏi.
chúng ta cũng sử dụng người ở Điện Thiên Cang luôn. Người ở Điện Thiên Cang đều là các võ lâm cao thủ. Để bọn họ đi giám sát các nước chư hầu. Nếu phát hiện ai đó có dã tâm muốn chống lại chúng ta, chúng sẽ bị kết tội và loại bỏ ngay lập tức. Muốn đạt thành đại sự, ta cần phải loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, Ngụy Nguyên Tùng nói. Bố ơi, bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã không quyền không thế. Hắn chỉ là một thường dân, sao mình không tận dụng lúc này mà giết hắn chứ? Ngụy Nguyên chắc hỏi. Lê Vĩnh Thiên vừa mới bị cách chức thôi, chúng ta cứ để hắn thảnh thơi vài ngày. Không cần phải vội, Ngụy Nghiêm nói. Tại sao lại phải để cho hắn sống thêm mấy ngày? Lê Vĩnh Thành một ngày không chết thì hắn vẫn là tâm phúc đại hoạn của chúng ta đây. Ngụy Nguyên chắc nói. Chương 1053 âm mưu sắp xếp. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên vừa mới bị cách chức, nếu hắn bị giết ngay lập tức, thế giới bên ngoài sẽ nghi ngờ chúng ta làm điều đó. Dù sao hắn cũng không quyền không thế, chung quanh lại không có hộ vệ. Vậy nên, chúng ta có thể giết hắn bất cứ khi nào mình muốn dù sao cũng không thể chạy trốn, Ngụy Nghiêm nói. Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bố. Ngụy Nguyên Trác nói. Dù Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức, nhưng uy thế vẫn ở đó. Nhiều năm qua, hắn đã lập được nhiều công lớn cho Long Quốc và đã thu phục được quân tâm. Để ngăn chặn Lê Vĩnh Thiên tạo phản, chúng ta phải điều bọn chúng đi xa. Ngụy Nghiêm nói. Chúng ta sẽ chuyển bọn chúng đi đâu? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Không phải Lang Quốc đã đầu hàng Long Quốc chúng ra sao? Lang Quốc là nước phụ thuộc vào Long Quốc của chúng ta nhưng vẫn chưa chính thức đưa quân đến đóng quân, cho nên chúng ta có thể đưa lên Vĩnh Thiên và sư đoàn tứ vương bài, hộ bôn sư, hộ lang sư, thiết huyết sư, thiết kỵ sư toàn bộ đều đi để chúng đóng giữ ở Lang Quốc đi. Ngụy Nghiêm nói. Cha, nếu là như vậy, thì cho dù chúng ta có giết chết Lê Vĩnh Thiên thì đội quân khi đó đã ở Lang Quốc rồi cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ cơn bão nào nữa. Ngụy Nguyên Trác nói. Đúng vậy, hộ bôn sư, thiết huyết sư, thiết kỵ sư đều ở lãnh thổ phía Bắc, chỉ có hộ lang sư đang ở lãnh thổ phía Tây. Hay là, chúng ta cứ chuyển cả đội Lê Vĩnh Thiên đến Lang Quốc ngay lập tức. Ngụy Nguyên Tùng nói. Còn chưa điều đi được, Ngụy Nghiêm nói. Tại sao? Lúc này không điều CD vậy phải đợi tới khi nào? Ngụy Nguyên Tùng hỏi. Long Quốc chúng ta vừa có một trận chiến long trời lỡ đất với Sư Quốc. Sư Quốc sẽ có thể trở nên điên loạn trả thù bất cứ lúc nào. Chúng ta cần sử dụng hộ bôn sư, thiết huyết sư, thiết kỵ sư đáng chấn giữ biên giới phía Bắc để xem xét thái độ của Sư Quốc rồi hắn nói. Ngụy Nghiêm nói. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần nắm giữ Giang Sư Đại Long Quốc chứ không cần mở rộng lãnh thổ. Để đề phòng Sư Quốc xâm lược. Chúng ta có thể thương lượng với Sư Quốc để ký hiệp định đình chiến. Ngụy Nguyên Trác nói. Chúng ta hãy chờ xem rồi mới nói về hòa ước. Một bên thua sẽ là động lực để đàm phán. Đôi khi cũng sẽ gặp bất lợi, Ngụy Nghiêm nói. Thành phố Đà Lạt. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương và Nguyễn Tú Hằng đã đến bệnh viện quân đội. Trong bệnh viện quân đội, mặc dù mọi người đều biết Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức, nhưng họ vẫn coi anh ấy là hộ soái và hành lễ như bình thường. Uy vọng của Lê Vĩnh Thiên trong quân đội quá lớn, vì vậy các tướng sĩ cũng không đối xử khác biệt với anh ấy cho dù anh có bị cách chức. Lý do tại sao Ngụy Nghiêm không dám tấn công Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức cũng vì ông ta đang cân nhắc những điều này. Ông ta cần phải đợi thế lực của Lê Vĩnh Thiên từ từ giảm xuống mới dám tấn công anh ta. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai và những người khác đến bệnh viện, bác sĩ Lưu Đại Thông đang điều trị phục hồi cho Triệu Đình Vũ và Lại Nhi. Triệu Vũ Ngọc quan sát từ bên cạnh. Hộ soái, là anh, sao anh lại ở đây? Lưu Đại Thông ngạc nhiên khi thấy Lê Vĩnh Thiên đang đi tới. Tôi đến thăm Triệu Đình Vũ và Lại Nhi, Lê Vĩnh Thiên nói. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đã rất ngạc nhiên khi thấy Lê Vĩnh Thiên đến. Hộ soái, hộ soái. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi cũng đã nghe tin Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức, nhưng họ không biết phải nói gì. Hai người, vết thương hồi phục như thế nào rồi? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Nhờ có bác sĩ Lưu, chúng tôi đang được điều trị, các vết thương đều đang hồi phục nhanh chóng lắm. Triệu Đình Vũ nói. Hổ soái ơi, y thuật của thần y Lưu đâu phải là anh không biết. Có anh ấy chữa trị cho chúng tôi thì anh cứ yên tâm, không lâu sau chúng tôi sẽ hết bệnh và xuất viện. Lại Nhi nói. Tốt quá, Lê Vĩnh Thiên nói. Hổ soái, lần này anh trở về Long Đô rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Đại Thông hỏi. Thật khó để nói hết tất cả mọi thứ cho mọi người trong một sớm một chiều. Lê Vĩnh Thiên nói. Tôi nghĩ quốc vương Long Quốc chỉ nhất thời hồ đồ thôi.
Sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ trọng dụng lại anh, Lưu Đại Thông nói. Thôi, chuyện sau này thì sau này hẳn nói. Sau đó Lê Vĩnh Thiên hỏi Triệu Đình Vũ, Triệu Đình Vũ, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh từ lâu. Tôi luôn tò mò về thân phận của anh, không biết là anh đã nhập ngũ qua chưa mà thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Anh rốt cuộc tới từ môn phái nào? Hộ soái, chuyện đến nước này tôi cũng không muốn giấu cậu. Tôi là người của Ma Đao Môn, Triệu Đình Vũ nói. Chương 1054 Ma Đao Môn. Ma Đao Môn, Ma Đao Môn rốt cuộc là dạng tồn tại nào? Lê Vĩnh Thiên ngạc nhiên hỏi. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và Lê Tuyết Tương cũng là lần đầu tiên nghe nói đến Ma Đao Môn này. Bọn họ rất kinh ngạc chưa từng nghe qua môn phái trên. Ma Đao Môn là một môn phái võ lâm ẩn thế. Ma Đao Môn có tuyệt thế đao pháp nổi tiếng trong giới võ lâm. Triệu Đình Vũ nói. Nhưng, tại sao tôi chưa nghe nói về Ma Đao Môn này? Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy thì, bởi vì anh không phải người trong võ lâm. Triệu Đình Vũ nói. Thời đại này mà vẫn còn người trong võ lâm sao? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Đúng đó, trên thế giới vẫn còn rất nhiều cao thủ võ lâm. Chỉ là họ tương đối ẩn mình, họ không lưu lạc giang hồ mà sống ẩn dật để luyện tập võ công. Vì vậy, những người bên ngoài không biết vẫn còn người trong võ lâm tồn tại. Triệu Đình Vũ nói. Lê Vĩnh Thiên cũng tin lời Triệu Đình Vũ vì Triệu Đình Vũ không cần thiết phải nói dối anh. Và lại, sức mạnh của Triệu Đình Vũ thật đáng kinh ngạc. Xuất thân từ võ lâm thật sự không thể giải thích được. Vậy thì tại sao người trong võ lâm như anh không ở lại Ma Đao Môn mà đến thành phố Đà Lạt làm gì? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Bởi vì Ma Đao Môn của chúng tôi đã bị diệt môn, chỉ có tôi và em gái tôi có thể trốn thoát. Triệu Đình Vũ nói. Ai diệt môn? Lê Vĩnh Thiên hỏi lại. Người của Điện Thiên Cang đã làm. Triệu Đình Vũ nói. Điện Thiên Cang, môn phái nào vậy? Tại sao họ lại muốn phá hủy Ma Đao Môn của các anh? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Về Điện Thiên Cang, tại sao họ lại diệt môn Ma Đao Môn của chúng tôi? Thì thật ra, tôi đã nói với Trương Minh Nguyệt rồi. Cô ấy không nói với anh sao? Triệu Đình Vũ hỏi. Không có, cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Nếu Trương Minh Nguyệt không nói với anh điều đó, vậy tôi sẽ nói lại với anh. Triệu Đình Vũ nói. Thế là, Triệu Đình Vũ đã kể lại cho Lê Vĩnh Thiên về Điện Thiên Cang. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và Lê Tuyết Tương đều bị sốc sau khi nghe kể. Họ không ngờ rằng võ lâm mạnh như vậy mà cũng có một Điện Thiên Cang lợi hại như thế. Không ngờ rằng hai anh Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc lại phải trải qua những thay đổi bi thảm sau khi bị diệt môn. Bất ngờ hơn nữa, trên đời này có một ma đao tên là Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Gần đây, tôi không có ý tưởng viết tiểu thuyết. Sau khi nghe câu chuyện của anh, tôi đã có ý tưởng viết tiểu thuyết ngay lập tức rồi. Nguyễn Tú Hằng nói. Chuyện quan trọng như vậy mà Trương Minh Nguyệt lại không nói với tôi. Lê Vĩnh Thiên tức giận nói. Hộ soái, tổ trưởng Minh Nguyệt có thể nghĩ rằng anh lúc đó quá bận rộn, nên cô ấy cảm thấy không cần nói với anh vấn đề nhỏ nhặt này, lại nhi nói. Lúc Trương Minh Nguyệt biết được chuyện của Điện Thiên Cang, Lê Vĩnh Thiên đang tổ chức cuộc họp ngũ hộ ở Long Đô. Thật sự là rất bận rộn. Sau cuộc họp của Lê Vĩnh Thiên, anh ta ngay lập tức yêu cầu Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt lập một kế hoạch hành động chặt đầu. Cho nên Trương Minh Nguyệt không có thời gian để nói chuyện với Lê Vĩnh Thiên về Điện Thiên Cang. Hơn nữa, Trương Minh Nguyệt lúc đó cảm thấy Điện Thiên Cang chỉ là một nơi oai môn tà đạo, chứ chẳng phải là cơ mật quân sự gì, nên không vội báo cáo với Lê Vĩnh Thiên. Vì lúc đó Lê Vĩnh Thiên đang lo toan mọi thứ nên cô không muốn làm phiền anh. Cô muốn đợi cho đến khi mình đã kiểm tra rõ ràng thì mới báo cáo cho Lê Vĩnh Thiên cũng không muộn. Tại sao võ lâm phải thành lập Điện Thiên Cang? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Chuyện này tôi không biết, có lẽ Điện Thiên Cang muốn thống nhất võ lâm, Triệu Đình Vũ nói. Ai đã xây dựng Điện Thiên Cang? Điện chủ của Điện Thiên Cang là ai? Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Điện Thiên Cang đột nhiên mọc lên như vậy đó, tôi cũng không biết là ai đã xây dựng nó và ai là chủ điện. Triệu Đình Vũ nói. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà Điện Thiên Cang lại phát triển nhanh như vậy và trở thành một môn phái đáng sợ? Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Sự hình thành của Điện Thiên Cang khiến mọi người không biết họ đã sử dụng thủ đoạn gì mà đột nhiên nhiều cao thủ hàng đầu trong võ lâm đã gia nhập. Sau đó ngày càng nhiều cao thủ hàng đầu khác gia nhập vào Điện Thiên Cang. Bọn họ đã đi khắp nơi để thu thập tất cả các cao thủ võ lâm. Nếu ai không tuân theo sẽ bị diệt môn. Vì có nhiều võ sư hàng đầu gia nhập, cho nên Điện Thiên Cang hiển nhiên trở thành môn phái đáng sợ nhất trong giới võ lâm. Triệu Đình Vũ nói. Nghe những lời của Triệu Đình Vũ,
Lê Vĩnh Thiên bất chợt nhớ đến những thị vệ trong Long Cung cũng tràn đầy sát khí. Chẳng lẽ thị vệ trong Long Cung là các cao thủ võ lâm trong Điện Thiên Cang sao? Lê Vĩnh Thiên đoán trong lòng. Nhưng anh vẫn không chắc chắn điều này, đó chỉ là suy đoán của cá nhân anh. Bởi vì anh thật sự là không thể liên kết giữa thị vệ Long Cung và Điện Thiên Cang. Người trong võ lâm của Điện Thiên Cang, theo lý mà nói họ chỉ muốn xưng bá võ lâm. Làm sao có thể lẻn vào Long Cung? Lê Vĩnh Thiên cảm thấy khó hiểu, nhưng anh cũng không dám khẳng định Long Cung đã bị Điện Thiên Cang kiểm soát. Anh quyết định rằng cần phải gọi Trương Minh Nguyệt trở về nước càng sớm càng tốt, để tổ đặc công xe đầu có thể điều tra ra thị vệ trong Long Cung rốt cuộc là ai. Anh cảm thấy Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của Ma Đao Sơn các anh và Thanh Kiếm Thần Tiểu Lâu Thính Vũ của tôi thì IA sẽ mạnh hơn. Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Ma Đao một cây đao và một thần kiếm, đều là vũ khí hiếm có trên thế giới, đều có thế mạnh riêng của nó. Nếu Hắc Long Thôn Nguyệt Đao và Tiểu Lâu Thính Vũ thần kiếm đấu với nhau thì sẽ bất phân thắng bại. Và lại, đao và kiếm sẽ có đao pháp và kiếm pháp riêng của nó. Triệu Đình Vũ nói. Chương 1055 nắm thời cơ. Khi Lê Vĩnh Thiên nghe Triệu Đình Vũ nói như thế, anh đã quyết định rằng mình phải nắm bắt thời gian nhanh chóng học thêm Hiên Viên Cửu Kiếm. Bởi vì Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của Ma Đao Môn đã bị người của Điện Thiên Cang lấy đi rồi. Nếu một ngày nào đó người của Điện Thiên Cang lại đến đoạt lấy Tiểu Lâu Thính Vũ Thần Kiếm thì lúc đó sẽ có một trận chiến giữa anh và người của Điện Thiên Cang. Nếu thật sự người của Điện Thiên Cang kiểm soát Long Cung, thì anh sẽ chủ động tìm người của Điện Thiên Cang quyết chiến một trận sinh tử. Anh phải giữ cho cẩn thận cuốn đao phổ bảy chiêu thức càn khôn. Nếu không, người của Điện Thiên Cang lại lấy đi đao phổ đó là không được đâu. Lê Vĩnh Thiên nói với Triệu Đình Vũ. Lê Vĩnh Thiên vốn luôn nắm giữ Tiểu Lâu Thính Vũ Thần Kiếm, lại luyện Hiên Viên Cửu Kiếm, nên đương nhiên, anh biết rõ tầm quan trọng của kiếm pháp và đao pháp. Anh cũng tin rằng, trên thế giới thực có cây ma đao như Hắc Long Thôn Nguyệt như vậy. Vâng, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Tôi đã cất đao phổ bảy chiêu thức càn khôn ở một nơi bí mật, sẽ không ai có thể tìm thấy nó. Triệu Đình Vũ nói. Lê Vĩnh Thiên cũng không muốn hỏi Triệu Đình Vũ nơi cất giữ đao phổ bảy chiêu thức càn khôn. Vì dù sao thì đó cũng là đồ của người ta. Miễn sao đao phổ bảy chiêu thức càn khôn không rơi vào tay người của Điện Thiên Cang là được. Bây giờ bản thân anh đã học được thanh kiếm thứ hai của Hiên Viên Cửu Kiếm. Mặc dù những người ở Điện Thiên Cang đã đoạt được Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, nhưng họ vẫn chưa có được đao phổ bảy chiêu thức càn khôn. Nếu Tiểu Lâu Thính Vũ đấu với Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, thì cơ hội chiến thắng của anh vẫn cao hơn. Hộ soái, Ngụy Nghiêm chỉ là một bộ trưởng nhỏ nhoi. Ông ta có tài năng gì mà quốc vương Long Vương lại trọng dụng ông ta như thế? Lại còn phong ông ta làm tể tướng. Quốc vương Long Quốc sao lại hồ đồ như vậy? Lại Nhi nói. Lê Vĩnh Thiên cũng cảm thấy việc dùng người lần này của quốc vương Long Quốc rất có vấn đề. Trước giờ, phong cách dùng người của quốc vương Long Quốc luôn rất anh mình. Tuyệt đối sẽ không bao giờ trọng dụng những người như Ngụy Nghiêm như vậy. Anh bị cách chức do không tuân lệnh quân lệnh, quốc vương Long Quốc làm thế anh cảm thấy rất hợp lý và không có gì để nói. Nhưng Ngụy Nghiêm một bộ trưởng không có tài cán gì mà được quốc vương Long Quốc phong làm tể tướng, điều này thật sự rất có vấn đề. Nhưng trong bệnh viện có rất nhiều người, không thích hợp để bàn tán những chuyện này, Lê Vĩnh Thiên không tiện nói thêm gì nữa. Đừng bàn chuyện của quốc vương Long Quốc và tể tướng Ngụy nữa, để tránh rước thêm những rắc rối không cần thiết. Lê Vĩnh Thiên nói. Lại Nhi đột nhiên tỉnh ngộ, cô cũng không dám thảo luận vấn đề này nữa. Bởi vì cô biết trong bệnh viện có quá nhiều người, nếu không chú ý mà khiến câu chuyện bàn tán quốc vương Long Quốc và tể tướng truyền ra ngoài thì sẽ không hay. Hộ soái, tôi nghĩ anh sẽ sớm trở lại thôi, Lưu Đại Thông nói. Đúng đấy, một tướng giỏi như hộ soái, sớm muộn gì quốc vương Long Quốc cũng sẽ trọng dụng lại anh mà thôi. Đừng nản lòng, Lại Nhi cũng nói. Chuyện sau này hãy để sau này nói. Tôi không còn là hộ soái, mọi người đừng gọi tôi là hộ soái nữa. Lê Vĩnh Thiên nói. Sau đó mọi người trò chuyện thêm một lúc, rồi Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng rời đi. Sau khi trở về biệt thự núi Tinh Nguyệt, Lê Vĩnh Thiên trốn vào trong phòng. Anh gọi điện cho Phạm Cương và nhờ Phạm Cương sắp xếp để Trương Minh Nguyệt nhanh chóng trở về nước. Phạm Cương nhận được cuộc gọi từ Lê Vĩnh Thiên thì ngay lập tức sắp xếp để Trương Minh Nguyệt trở về nước. Trương Minh Nguyệt đang ở nước giao dẫn sau khi nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng khởi hành. Cô đã biết rằng Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức, và cô cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì đó ở Long Cung. Bản thân cô cần phải nhanh chóng quay trở lại để điều tra ra sự thật.
Chương 1056 về nước. Quốc vương của nước Dẫn Giao vừa bị cô bắn chết mấy ngày nay, giờ cô đang bị truy lùng khắp nơi. Nhưng vì để giúp Lê Vĩnh Thiên điều tra ra sự thật, Trương Minh Nguyệt đành liều mình bất chấp nguy hiểm, nhanh chóng trở về nước. Cô ấy rất giỏi thuật dịch dung, cô hóa trang bản thân mình thành cô gái nước Dẫn Giao. Cô mang giấy tờ bắt đầu bay đến một quốc gia trung lập và sau đó chuyển quốc gia trung lập về Long Quốc. Vì Long Quốc và nước Dẫn Giao đang có chiến tranh, nên các máy bay đã chặn lẫn nhau và không qua lại được nữa. Lê Tịnh Vi đã theo học trường trung học cơ sở số 1 ở thành phố Đà Lạt. Nhằm để cô ấy học tốt hơn, Lê Vĩnh Thiên giã cho cô ấy sống trong trường. Vì vậy lúc này, cô không có ở trong biệt thự núi Tinh Nguyệt. Vào ban đêm, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cùng ở trong cùng một phòng. Bởi vì Nguyễn Tú Hằng đã cụt hứng, nên nhanh chóng chuyển đến phòng khác để ở. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai vốn dĩ là vợ chồng nên chuyện ở chung một phòng cùng nhau là điều hiển nhiên. Nếu không, để Lê Tuyết Tương biết con trai mình và con dâu đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa ngủ chung thì sẽ rất tệ. Ánh trăng sáng đêm nay thanh khiết như nước, cỏ cây hoa lá phảng phất hương thơm từ cửa sổ bay vào phòng khiến tâm trạng người ta gợn sóng. Đêm nay trăng tròn thật đẹp, Chu Nhược Mai nói một cách đầy ám chỉ. Đúng vậy, thật hiếm khi được thưởng thức trăng tròn thanh bình như thế. Có thể tránh xa chiến trường khói thuốc súng một cách bình yên. Lê Vĩnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm rồi thở dài. Có một bài thơ từng nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Em nghĩ bài thơ này rất có ý nghĩa, Chu Nhược Mai ám chỉ thêm. Nhưng giờ anh đang thất vọng trước cuộc sống của mình này. Bị cách chức thành thường dân như thế, lấy đâu ra mà đắc ý với nhân sinh đây? Lê Vĩnh Thiên nói, cuộc đời thăng trầm là chuyện bình thường, tái ông thất mã có khi là phúc. Anh không làm hộ soái bảo vệ đất nước nữa, như vậy sẽ tránh xa sự tranh đấu của triều đình. Bảo toàn được tính mạng có khi là chuyện tốt, Chu Nhược Mai nói. Nhưng bây giờ, rất nhiều quốc gia kẻ thù đang dòm ngó vào Đạo Long Quốc. Bọn chúng thật sự sẽ xâm lược bất cứ lúc nào. Anh thực sự muốn chiến đấu vì đất nước để không ai dám xâm phạm, Lê Vĩnh Thiên nói. Đại Long Quốc hiện tại đã đủ thịnh vượng rồi. Đại Long Quốc nhân tài rất nhiều, dù chỉ có mình anh có thể chiến đất. Nếu có ai dám xâm phạm thì tự nhiên sẽ có người đứng lên chống lại kẻ địch. Chu Nhược Mai nói. Nói thì như thế, nhưng mà đại trưởng phu như anh mà không thể phục vụ cho đất nước thì thật là đáng tiếc. Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai nói, anh đã vì Đại Long Quốc mà lập nên rất kỳ tích quân sự vĩ đại. Anh không cần cảm thấy có lỗi với quốc gia nữa. Đại trưởng phu như anh không có lỗi với quốc gia nhưng có lỗi với vợ anh đấy. Chu Nhược Mai nói. Anh từ trước tới giờ chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Sự việc này làm sao có lỗi với em chứ? Lê Vĩnh Thiên bối rối. Chúng ta kết hôn đã hơn 3 năm, nhưng anh đối với em vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng. Mặt Chu Nhược Mai đột nhiên đỏ bừng. Lê Vĩnh Thiên không hề ngốc, nghe thấy Chu Nhược Mai nói như thế, anh lập tức hiểu ra dụng ý của cô. Khi Chu Nhược Mai thấy Lê Vĩnh Thiên im lặng, cô nghĩ một người đàn ông gang thép như anh vẫn không hiểu. Cô cắn môi nói với khuôn mặt đỏ bừng, trước kia, anh là hổ soái bảo vệ quốc gia ngày nào cũng nam chinh bắc chiến không có thời gian. Bây giờ, anh không quyền không chức, rảnh rỗi ở nhà. Tối nay trăng thanh gió mát thế kia, giữa chúng ta cần phải hoàn thành chuyện giang dở kia đúng không? Chương 1057 xúc động. Lê Vĩnh Thiên cũng rất xúc động khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này. Tuy nhiên, hiện tại anh ấy vừa mới bị cách chức ở Long Cung. Sự việc thế nào, anh cũng chưa điều ra rõ ràng, thật tình thì anh không có tâm trạng để làm những chuyện đó. Nhược Mai, anh vừa bị cách chức ở Long Cung. Tên gian thần Ngụy Nghiêm lại trở thành tể tướng. Bây giờ anh đang có tâm trạng khá chán nản, Lê Vĩnh Thiên nói. Nếu anh đang có tâm trạng chán nản, thì anh cần phải làm như vậy để thư giãn và làm cho tâm trạng của mình tốt hơn, Chu Nhược Mai nói. Nguyên nhân chính là anh lo lắng Ngụy Nghiêm sẽ phái người đến giết anh. Lê Vĩnh Thiên nói. Bây giờ anh đã bị giáng xuống thành thường dân, không có quyền thế gì. Liệu Ngụy Nghiêm vẫn muốn giết anh sao? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. Ngụy Nghiêm luôn coi anh như cái gai trong mắt, cho dù bây giờ anh có là dân thường, thì ông ấy cũng sẽ không buông tha cho anh, Lê Vĩnh Thiên nói. Tại sao? Chu Nhược Mai lại hỏi. Bởi vì bây giờ cho dù anh đã không còn quyền thế gì hết, nhưng vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với ông ta. Anh từng là hộ soái bảo vệ đất nước số 1 của Đại Long Quốc, uy tín quá lớn. Ngay cả khi bây giờ anh đã bị giáng chức xuống làm dân thường, nhưng anh vẫn có một sức ảnh hưởng nhất định.
Ông ta lo lắng rằng anh sẽ đông sơn tái khởi, sẽ tranh thủ thời gian này để diệt cỏ tận gốc. Lê Vĩnh Thiên giải thích. Chu Nhược Mai nghe xong liền toát cả mồ hôi lạnh. Ngụy Nghiêm bây giờ đã là một tể tướng quyền uy, còn anh thì chỉ là một thường dân không quyền không thế. Nếu Ngụy Nghiêm muốn giết anh chống cự thế nào đây? Ngụy Nghiêm mặc dù là tể tướng, nhưng ông ta không dám quang minh chính đại phái người đến giết anh. Ông ta nếu muốn giết anh thì chỉ có thể phái người bí mật để giết thôi. Nếu như ông ta dám bí mật phái người giết anh sẽ có lý do chính đáng để giết tên đó. Lê Vĩnh Thiên nói. Võ công cao cường như anh làm sao có ai giết được anh chứ? Chu Nhược Mai nói. Anh vốn tưởng rằng mình là người có võ công rất cao. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Triệu Đình Vũ nói trên đời còn có những cao thủ võ lâm đang ẩn mình, lại còn có Hắc Long Thôn Nguyệt Đao nên anh mới nhận ra một điều, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Còn có rồng đen mặt trăng nuốt kiếm. Thực lực của anh so với các cao thủ võ lâm kia chưa chắc đánh lại được chúng. Lê Vĩnh Thiên nói. Anh cũng đâu phải người trong võ lâm, người của Điện Thiên Cang đâu có thù oán gì với anh. Chắc họ sẽ không tới giết anh đâu, phải không? Chu Nhược Mai nói. Mặc dù anh không có thù oán gì với Điện Thiên Cang, nhưng anh lo rằng Ngụy Nghiêm đã bí mật xây dựng cơ mật tại Điện Thiên Cang. Một ngày nào đó, ông ta sẽ sai người của Điện Thiên Cang đến giết anh. Lê Vĩnh Thiên nói. Ngụy Nghiêm chỉ là một bộ trưởng, ông ta xây dựng Điện Thiên Cang để làm gì? Chu Nhược Mai hỏi. Bởi vì ông ta chỉ là một bộ trưởng không có binh quyền. Để có thể phát triển bản thân, nâng cao thể lực, ông ta cần phải bắt đầu với những cao thủ võ lâm này theo một cách khác. Lê Vĩnh Thiên nói. Ngay cả anh cũng không biết trên đời này có võ lâm cao thủ, vậy làm sao ông ta có thể biết nhỉ? Chu Nhược Mai hỏi. Anh không biết tại sao ông ta lại biết chuyện này. Nói tóm lại, việc ông ta trở thành tể tướng chắc chắn có sự tình đằng sau không thể nói ai biết. Cho dù quốc vương Long Quốc có hồ đồ đi chăng nữa, thì ngài ấy cũng không thể để một kẻ như Ngụy Nghiêm làm tể tướng như vậy được. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy anh định làm gì bây giờ? Chu Nhược Mai hỏi. Anh định nắm bắt thời gian để luyện kiếm. Lê Vĩnh Thiên nói. Luyện kiếm, sao đột nhiên anh lại có nhã hứng luyện kiếm vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Đây không phải là nhã hứng, mà là tình thế ép buộc. Một ngày nào đó... Nếu người của Điện Thiên Cang mang theo Hắc Long Thôn Nguyệt Đao tới giết anh mà anh còn chưa luyện ra Hiên Viên Cửu Kiếm, vậy thì anh không đánh bại được Hắc Long Thôn Nguyệt Đao rồi. Hôm nay Triệu Đình Vũ đã nói Hắc Long Thôn Nguyệt Đao và Tiểu Lâu Thính Vũ đều là những thần khí vô song. Nếu Hắc Long Thôn Nguyệt và Tiểu Lâu Thính Vũ đấu với nhau, yếu tố quyết định trong cuộc chiến này không phải giữa đao và kiếm, mà là đao pháp và kiếm pháp. Lê Vĩnh Thiên nói. Ừ, vậy chúng ta mau luyện kiếm đi. Luyện kiếm lúc này quan trọng nhất. Không phải làm chuyện giường chiếu. Chu Nhược Mai nói. Đúng rồi, ngay bây giờ, chúng ta nên làm những gì nên làm. Chúng ta nên luyện kiếm để nâng cao sức mạnh của mình. Miễn sao có thể giữ được cái mạng, thời gian còn dài, có rất nhiều cơ hội để làm chuyện đó. Lê Vĩnh Thiên nói. Anh nói thật có lý, vậy chúng ta đi đâu để luyện kiếm đây? Chu Nhược Mai hỏi. Hay là đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau? Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi. Vậy chúng ta đi ngay nào. Thế là, Lê Vĩnh Thiên đã mang theo Tiểu Lâu Thính Vũ Thần Kiếm cũng Chu Nhược Mai bước ra khỏi biệt thự để đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau. Chương 1058 Luyện Kiếm. Khi đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau, Lê Vĩnh Thiên bắt đầu luyện Hiên Viên Cửu Kiếm chiêu thứ 3 kiếm xuất thần diệt. Chiêu thứ 3 của Hiên Viên Kiếm dựa trên cờ tướng, là sự kết hợp tác chiến của ba quân cờ xe, ngựa, pháo hình thành nên kiếm pháp. Lê Vĩnh Thiên trước đó học được chiêu thứ nhất nhất kiếm xuyên tâm và chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất của Hiên Viên Cửu Kiếm. Chiêu thức thứ nhất nhất kiếm xuyên tâm của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con xe trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con ngựa và pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Chiêu thức thứ ba kiếm xuất thần diệt của Hiên Viên Cửu Kiếm dựa vào phương thức con xe, ngựa, pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp. Mặc dù chiêu thức thứ ba chỉ có thêm một con cờ hơn chiêu thứ hai, nhưng khi tổ hợp lại, thì có rất nhiều biến hóa. Cho nên uy lực mạnh cũng sẽ hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai, cách luyện tập cũng phức tạp hơn. Sự kết hợp của ba quân cờ xe, ngựa và pháo phức tạp hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất. Lê Vĩnh Thiên muốn tấn công và phòng thủ kẻ thù từ nhiều phương hướng khác nhau với tốc độ cực cao. Chu Nhược Mai người thông thạo cờ tướng. Đứng bên cạnh liên tục chỉ điểm cho Lê Vĩnh Thiên luyện kiếm. Lê Vĩnh Thiên tiếp tục luyện tập dưới sự hướng dẫn của Chu Nhược Mai.
Mỗi một lần luyện tập đều có một số tiến bộ. Tuy nhiên, chiêu kiếm xuất thần diệt này quá phức tạp. Lê Vĩnh Thiên luyện tập tới nửa đêm chỉ mới luyện được sơ sơ. Chứ về việc nắm vững bản chất, anh vẫn chưa thực hành được. Nhược Mai, hai chiêu thức kia anh chỉ cần luyện trong một đêm là hoàn thành. Nhưng tới chiêu thức thứ ba này, anh luyện cả một đêm vẫn chưa xong. Tại sao nó lại khó đến vậy? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Thiên viên cửu kiếm, càng luyện sâu, anh sẽ càng cảm thấy nó biến hóa khó lường và rất khó luyện. Nếu mỗi chiêu thức đều dễ luyện như vậy, thì hiên viên cửu kiếm đơn giản quá còn gì. Chu Nhược Mai nói. Ừ, em nói có lý. Lê Vĩnh Thiên nói. Chiêu thứ ba có thêm con xe. Tổ hợp biến hoa vô cùng đa dạng, việc anh không thể tập luyện trong một thời gian là điều hết sức bình thường, Chu Nhược Mai nói. Vậy thì anh sẽ tiếp tục luyện tập, Lê Vĩnh Thiên nói. Anh đã tập luyện gần như cả đêm rồi, chắc là rất mệt mỏi. Bây giờ đã muộn thế này rồi, đừng cố tập luyện nữa, qua ngày khác hãy tập tiếp. Chu Nhược Mai nói. Anh muốn luyện được chiêu thức thứ ba càng sớm càng tốt. Có như vậy thì mới có thể luyện ra hiên viên cửu kiếm được. Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục luyện tập lần nữa. Chu Nhược Mai thấy Lê Vĩnh Thiên khăng khăng muốn luyện tập, vì nên cô cùng đành để anh ấy luyện tập thêm một lúc. Tiếp theo đó, Lê Vĩnh Thiên tiếp tục thi triển kỹ năng kiếm xuất thần diệt của mình. Sau 2 giờ tập luyện nữa, vẫn không có gì tiến triển. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Chu Nhược Mai đã quá buồn ngủ và Lê Vĩnh Thiên thì cũng quá mệt. Cho nên, anh ấy đã trở về nghỉ ngơi cùng với Chu Nhược Mai. Vì Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều đã quá mệt mỏi, nên họ không làm gì sau khi về phòng. Họ chỉ đi tắm rồi lên giường ngủ. Vào ngày thứ hai, Trương Minh Nguyệt đã bí mật đến sân bay Long Quốc bằng cách bay từ một quốc gia trung lập với một danh tính khác. Sau đó, cô tổ chức một cuộc điều tra bí mật bởi tổ đặc công xe đầu để điều tra những gì đã xảy ra trong Long Cung. Trương Minh Nguyệt ám sát được quốc vương nước Dẫn Giao, vốn dĩ sẽ được các quan đại thần tiếp đãi long trọng. Nhưng bây giờ, tình hình trong nước của Long Quốc đã thay đổi nghiêm trọng, Lê Vĩnh Thiên đã bị tên gian thần Ngụy Nghiêm phản bội làm giáng chức. Cho nên, cô ấy chỉ có thể trở về nước trong bí mật để điều tra vấn đề này. Ngụy Nghiêm đã sớm đoán ra được tổ đặc công xe đầu sẽ bắt đầu điều tra. Ông ta đã phái người chiếm giữ Long Cung và phá vỡ các máy camera. Ở Điện Thiên Cang, trước khi đột nhập vào Long Cung, ông ta đã phái người phá hủy hệ thống giám sát ở Long Cung trước rồi. Việc phát động mưu phản của ông ta được hành động bí mật với các kế hoạch chi tiết. Đương nhiên ông ta sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào để mọi người có thể tìm ra quá trình mưu phản đó. Do các camera giám sát đã bị phá hủy, cho nên tôi đặc công xe đầu sẽ có phần khó khăn khi điều tra. Họ chỉ có thể hành động theo cách khác. Ngụy Nghiêm hôm nay không có thời gian rảnh rỗi lên triều. Ông ta đề nghị quốc vương Long Quốc điều Lê Vĩnh Thiên và người nhà anh ấy đến Lang Quốc để đồn trú. Sau đó, ông ta sử dụng thuật cổ hoặc để khiến quốc vương Long Quốc làm chính xác những gì ông ta muốn. Quốc vương Long Quốc bị thuật cổ hoặc của Ngụy Nghiêm mê hoặc nên đồng ý với lời đề nghị của Ngụy Nghiêm. Anh ta đích thân ra lệnh cho Lê Vĩnh Thiên, Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư toàn bộ đến Lang Quốc ngay lập tức. Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư nhận được lệnh của quốc vương Long Quốc thì không thể chống lại mệnh lệnh. Học chỉ có thể tuân lệnh mà lên đường ngay lập tức để đến Lang Quốc. Mặc dù Phạm Cương đoán rằng hành động của Ngụy Nghiêm là để làm suy yếu Lê Vĩnh Thiên. Nhưng anh ta buộc phải đến Lang Quốc theo lệnh của quốc vương Long Quốc. Kết quả là, bộ đoàn của Lê Vĩnh Thiên không còn ở Long Quốc nữa. Lê Vĩnh Thiên đã biến mất. Việc điều đi cả bộ đoài vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên đến Lang Quốc lập tức gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp đất nước. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao sau khi biết Lê Vĩnh Thiên đã được điều đi Lang Quốc, thì bọn họ cũng bắt đầu dục dịch. Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã bị giáng chức xuống làm thường dân. Không những thế, vương bài sư đoàn đã bị điều đi Lang Quốc. Nên bọn chúng cảm thấy, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tấn công Long Quốc một lần nữa. Nhưng mà, bọn họ vẫn lo lắng chuyện này là do Long Quốc cố ý tung ra bom khói để khiến bọn chúng bị lừa. Thế là, chúng quyết định chờ xem tình hình thế nào chứ không dám hành động hấp tấp. Chờ đợi Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Huyết Sư và Thiết Huyết Sư đã thực sự đến Lang Quốc rồi mới hành động. Hơn nữa, bọn chúng cũng lo lắng quốc vương Long Quốc đã cố tình giáng chức Lê Vĩnh Thiên để khiến bọn chúng xâm phạm vào lãnh thổ. Nếu bọn chúng thật sự xâm phạm mà đột Lê Vĩnh Thiên xuất trận vậy thì chúng sẽ trở tay không kịp.
Bởi vì họ thực sự không hiểu nổi tại sao quốc vương Long Quốc lại giáng chức Lê Vĩnh Thiên vị thần chiến tranh trở thành dân thường như thế. Những gì quốc vương Long Quốc chẳng khác nào tự hủy diệt trường thành, thật khó để hiểu. Vì vậy, các nước thù địch này không dám hành động hấp tấp vì sợ bị lừa. Chương 1059 lập viện giám sát. Ngụy Nghiêm yêu cầu quốc vương Long Quốc điều đi vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên đến Lang Quốc nhằm làm suy yếu thế lực của Lê Vĩnh Thiên. Chỉ khi làm yếu đi thế lực của Lê Vĩnh Thiên, thì ông ta mới dám ra tay với anh. Ngụy Nguyên Trác cũng đứng ngồi không yên và ngay lập tức thành lập đội quân ngự lâm gồm các đệ tử từ các môn phái khác nhau trong Điện Thiên Cang. Những đệ tử này thực lực không hề yếu so với người luyện võ. Còn Ngụy Nguyên Tùng thì bắt đầu thành lập viện giám sát. Cậu ta yêu cầu người từ Điện Thiên Cang phân tán đến mọi miền đất nước, để trở thành tai mắt của nhà họ Ngụy. Họ sẽ có nhiệm vụ và trách nhiệm theo dõi các quan lại địa phương để nắm tình hình các nơi. Nếu ai đó dám nói xấu về nhà họ Ngụy hoặc điều gì đó bất lợi cho nhà họ Ngụy, họ sẽ báo ngay cho Ngụy Nguyên Tùng viện trưởng viện giám sát. Nhiều quan lại trong Long Quốc biết Ngụy Nghiêm đã làm chủ được chính quyền, lại có hai người con trai đều giữ chức quan, nên các quan chức khác đều lo lắng không dám làm mất lòng nhà Ngụy. Một số người thậm chí còn bắt đầu làm quen với gia đình nhà họ Ngụy nữa. Quyền lực của nhà Ngụy đã bành trướng nhanh chóng. Trong vài ngày tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vẫn luyện kiếm trong khu rừng nhỏ phía sau biệt thự mỗi đêm. Hiên Viên Cửu Kiếm càng về sau càng trở nên phức tạp và khó luyện hơn. Dưới sự hướng dẫn của Chu Nhược Mai, quá trình luyện chiêu thức thứ ba của Hiên Viên Cửu Kiếm của Lê Vĩnh Thiên vẫn rất chậm chạp. Nhưng cứ sau mỗi đêm lại có thêm chút tiến bộ. Nhà họ Chu luôn muốn tìm Lê Vĩnh Thiên để chút giận, nhưng cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều không tìm đến nhà họ Chu. Vì vậy, họ không có cơ hội để châm biếm Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi dưới sự điều trị cẩn thận của bác sĩ thiên tài Lưu Đại Thông, họ đã hồi phục rất nhanh, có thể ra khỏi giường và đi lại thoải mái. Một đêm, Trương Minh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Thiên. Hộ soái, tổ đặc công xe đầu của chúng tôi đã tìm thấy một số điểm nghi vấn. Trương Minh Nguyệt nói. Nghi vấn gì? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Theo điều tra của chúng tôi, quốc vương Long Quốc đã ra long bài lệnh cho. Đêm hôm trước, một đám người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo đen đã lẻn vào Long Cung, Trương Minh Nguyệt nói. Quốc vương Long Quốc nói với tôi rằng đêm hôm đó có rất nhiều thích khách đeo mặt nạ tấn công Long Cung. Nhưng quốc vương Long Quốc cũng nói rằng những thích khách này đã bị quan hồng và thị về Long Cung giết hết rồi. Lê Vĩnh Thành cho biết, những thích khách đó có thể không bị giết bởi các thị vệ của Long Cung, mà là chính bọn chúng đã giết các thị vệ mới đúng. Trương Minh Nguyệt nói, làm sao cô biết chúng là người đã thị vệ của Long Cung chứ? Lê Vĩnh Thiên hỏi, bởi vì chúng tôi đã điều tra ra rằng không còn thị vệ của Long Cung nữa. Trước đây đã có lính gác của Long Cung, vậy là chỉ còn một khả năng, chính là các thị vệ của Long Cung đã bị giết bởi những thích khách này và những thích khách này đã cải trang thành thị vệ của Long Cung. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Vĩnh Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, mặc dù bản thân anh đã từng suy đoán như vậy. Anh cũng không mong đợi điều đó xảy ra. Thích khách cải trang thành thị vệ Long Cung, vậy thì tình cảnh bây giờ nguy hiểm quá rồi. Có vẻ như quốc vương Long Quốc đã bị đe dọa bởi bọn thích khách. Tại sao những tên thích khách này chỉ giết các thị vệ của Long Cung mà không phải giết quốc vương Long Quốc chứ? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Bọn chúng có lẽ chỉ muốn kiểm soát quốc vương Long Quốc. Bởi vì kiểm soát được quốc vương Long Quốc sẽ có ưu điểm tốt hơn là giết quốc vương Long Quốc. Trương Minh Nguyệt nói. Những tên thích khách này chủ mưu là ai? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Theo tôi đoán là nhà họ Ngụy, bởi vì chỉ sau một đêm mà Ngụy Nghiêm Dã trở thành tể tướng. Còn con trai ông ta thì một bước lên trời, cùng lúc giữ chức vụ cao ngất ngường. Ngoài nhà họ Ngụy ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra ai là người đứng sau hậu trường. Trương Minh Nguyệt nói. Ừ, tôi cũng đoán là nhà họ Ngụy, nhưng chúng ta phải có bằng chứng thay vì phỏng đoán như thế. Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng. Tôi sẽ tìm ra tội chứng phản loạn của nhà Ngụy càng sớm càng tốt. Trương Minh Nguyệt nói. Cô còn phải tìm hiểu xem lý do tại sao quốc vương Long Quốc lại bị khống chế. Chính xác thì nhà họ Ngụy đã sử dụng thứ gì để khống chế quốc vương Long Quốc nữa đó. Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng, tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Trương Minh Nguyệt nói. Cuối cùng là điều tra những tên thích khách, rốt cuộc chúng là ai. Tại sao lại tuân theo mệnh lệnh của nhà họ Ngụy? Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng. Trương Minh Nguyệt nói. Triệu Đình Vũ có nói với cô chuyện ở Điện Thiên Cang không? Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Chương 1060 chất vấn.
đúng là Triệu Đình Vũ có từng nói với tôi rằng trên đời này có các cao thủ võ lâm ẩn thế. Gần đây, giới võ lâm đã thành lập một môn phái đáng sợ có tên là Điện Thiên Cang. Triệu Đình Vũ, thiếu chủ của Ma Đao Môn có nói rằng Ma Đao Môn chính là đã bị Điện Thiên Cang diệt môn rồi. Trương Minh Nguyệt nói, chuyện quan trọng như vậy tại sao cô không nói với tôi sớm hơn? Lê Vĩnh Thiên chất vấn. Lúc đó, anh đang có cuộc họp ở Long Đô, là Triệu Đình Vũ nửa đêm có nói với tôi. Sáng hôm sau, thì tôi lại đi chấp hành hành động trảm thủ, nên tôi tưởng chuyện nhỏ thôi không cần làm phiền anh. Trương Minh Nguyệt nói, Triệu Đình Vũ trước đây chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này, tại sao anh ấy lại nói với cô? Lê Vĩnh Thiên hỏi lại, vào cái đêm anh mở cuộc họp ở Long Đô, có một thích khách đã lẻn vào bệnh viện để ám sát Triệu Đình Vũ. Sau khi chúng tôi giết chết tên sát thủ đó, tôi đã ép anh ta nói thì anh ta mới nói lại sự thật với tôi. Trương Minh Nguyệt nói, chuyện của Điện Thiên Cang không phải là chuyện nhỏ, chúng ta phải điều tra cẩn thận. Tôi nghi ngờ rằng kẻ ám sát vào Long Cung có liên quan đến Điện Thiên Cang. Lê Vĩnh Thiên nói, những tên võ lâm trong Điện Thiên Cang dám to gan tiến vào Long Cung à? Thượng quan Liệt Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ những cao thủ võ lâm này ở Điện Thiên Cang ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra ai mà có năng lực khủng khiếp như vậy đột nhập vào Long Cung. Lê Vĩnh Thiên nói, hộ soái trước đó có nói một bộ trưởng như Ngụy Nghiêm không có binh mã. Tuy nhiên, ông ta lại có thể kiểm soát Long Cung và trở thành tể tướng. Rất có khả năng chính là ông ta đã lập nên Điện Thiên Cang. Trương Minh Nguyệt nói, cha, hãy kiểm tra giúp tôi. Hiện tại, quốc vương Long Quốc đang rất nguy hiểm và chúng ta phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Lê Vĩnh Thiên nói, vâng. Sau khi Lê Vĩnh Thiên và Trương Minh Nguyệt nói chuyện điện thoại xong, anh lại cùng Chu Nhược Mai đi luyện kiếm trong khu rừng nhỏ phía sau biệt thự. Sau khoảng thời gian luyện tập này, Lê Vĩnh Thiên đã dần dần lĩnh hội được những điều cốt yếu trong kiếm xuất thần diệt. Và kiếm thuật của anh đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể chính thức luyện thành chiêu thức kiếm xuất thần diệt này. Ngày hôm sau, tại nhà họ Chu. Mẹ, ngày mốt đại thọ lần thứ 70 của mẹ. Tụi con sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho mẹ. Chu Thiệu Huy nói. Ồ, Phi Dương vừa đi, là kẻ đầu trắng tiến kẻ đầu xanh. Mẹ lấy đâu ra tâm trạng để tổ chức sinh nhật đại thọ chứ? Không cần đâu, bà cụ Chu nói. Mẹ à, Phi Dương đi rồi, đó là chuyện không thể nào thay đổi được. Và tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mẹ quan trọng lắm, nó phải được tổ chức. Nếu không, người ngoài sẽ cho rằng chúng con bất hiếu. Ngay cả tiệc sinh nhật của mẹ mình mà không được tổ chức. Chu Thế Huy nói. Đúng vậy, bữa tiệc sinh nhật của mẹ phải được tổ chức. Và lại, mình còn phải mời cả nhà Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cùng tham gia. Kim Ngọc nói. Mà Lê Vĩnh Thiên đã ra lệnh xử quyết Phi Dương, mẹ đã không muốn gặp lại hắn. Tại sao lại phải mời Lê Vĩnh Thiên gã kẻ thù này đến bữa tiệc sinh nhật của mẹ hả? Bà cụ Chu hỏi. Lê Vĩnh Thiên hiện đã bị cách chức và giáng cấp xuống làm thường dân. Nếu chúng ta mời hắn đến, thì ta thể làm bẽ mặt hắn một cách nghiêm trọng trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ rồi. Kim Ngọc nói. Cứ sỉ nhục Lê Vĩnh Thiên cũng chả có ý nghĩa gì. Chẳng phải mấy năm nay chúng ta vẫn sỉ nhục hắn sao? Vậy mà hắn vẫn luôn như con heo chết không sợ nước sôi, chả có hại gì đối với hắn cả. Bà cụ Chu nói. Chúng ta không thể giết Lê Vĩnh Thiên để trả thù cho Phi Dương. Chúng ta chỉ có thể làm bẽ mặt hắn trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ thôi. Đó là để hắn làm trò ngu ngốc để giải quyết mối hận thù của chúng ta bấy lâu nay. Chu Thế Huy nói. Chu Thiệu Huy cảm thấy bất lực khi nghe tin Chu Thế Huy và Kim Ngọc sắp làm nhục Lê Vĩnh Thiên một lần nữa. Được rồi, vậy chúng ta hãy tổ chức tiệc sinh nhật mừng thọ. Hôm nay, cứ gửi thiệp mời đến những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong xã hội, cũng sẽ gửi luôn thiệp mời đến Lê Vĩnh Thiên. Bà cụ Chu nói. Vâng ạ. Vậy chúng ta sẽ cử Phi Phi đích thân gửi thư mời đến Lê Vĩnh Thiên. Chu Thế Huy nói. Tại sao anh muốn tôi đích thân gửi thiệp mời đến anh rể? Chu Phi Phi hỏi. Chương 1061 thư mời. Anh rể gì mà anh rể, đó là kẻ thù giết em trai của con. Anh rể gì chứ? Kim Ngọc tức giận nói. Con là người trẻ tuổi cho nên mới bảo con đi đưa thiệp mời cho hắn. Chẳng lẽ muốn trưởng bối đích thân mời hắn à? Chu Thế Huy nói. Nếu đó là kẻ thù giết người có thù, vậy thì đừng kêu hắn tới để chướng mắt. Chu Phi Phi không muốn Lê Vĩnh Thiên bị sỉ nhục lần nữa, cho nên cô không muốn mời anh. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã giải cứu cô khỏi thiên quân vạn mã của Ano nên cô rất biết ơn Lê Vĩnh Thiên. Và cô cũng không còn ghét anh nhiều như trước nữa.
bảo cháu đi mời thì mời đi, đừng nhiều lời như thế. Bà cụ Chu nói, cha, vậy con đi thì đi. Chu Phi Phi muốn gửi cho Lê Vĩnh Thiên một thiệp mời, tới lúc ấy cô sẽ bảo anh đừng đến. Sau đó, người nhà họ Chu bắt đầu viết thư mời và mời những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở thành phố Đà Lạt đến dự tiệc đại thọ 70 tuổi của bà Chu. Sau khi viết thiệp mời, Chu Phi liền lấy thiệp mời và đến biệt thự trên núi Tinh Nguyệt để tìm Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên bây giờ không có việc gì để làm ở nhà. Tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai cũng không còn nữa, nên họ không có việc gì làm. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng rủ Lê Vĩnh Thiên chơi bóng rổ với họ. Lê Vĩnh Thiên vốn dĩ không muốn chơi bóng rổ với phụ nữ, nhưng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng vẫn cứ khăng khăng rằng anh phải đồng ý chơi bóng rổ với họ. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cảm thấy những màn cho bóng vào rổ quá nhàm chán, vì vậy họ đề xuất để Lê Vĩnh Thiên một chọi hai, anh sẽ đấu với hai người phụ nữ. Lê Vĩnh Thiên liền đồng ý. Đối phó với hai người phụ nữ, anh chỉ cần chơi một cách tùy tiện là có thể đánh bại họ. Sau nhiều hiệp đấu liên tiếp, Lê Vĩnh Thiên đã dễ dàng đánh bại họ. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng bị Lê Vĩnh Thiên ngược tới nỗi nghi ngờ nhân sinh. Lê Vĩnh Thiên một người đàn ông gang thép thẳng nam như anh không thể để tụi tôi thắng một hiệp sao? Nguyễn Tú Hằng tức giận nói. Tôi không nhường đâu, một khi hai người chiến thắng thì sẽ đắc thắng. Lê Vĩnh Thiên nói. Cho tụi tôi đắc thắng một tí không được sao? Từ nay về sau tôi sẽ không chơi với một người đàn ông gang thép thẳng nam như anh nữa. Nguyễn Tú Hằng vẫn còn rất tức giận sau khi thua vài ván liên tiếp. Đừng thách thức tôi nếu cô không đủ sức. Nếu để hai người phụ nữ chiến thắng tôi thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Lê Vĩnh Thiên nói. Nếu không phải vì Nhược Mai kết hôn sớm với anh, thì anh bây giờ nhất định sẽ độc thân. Nguyễn Tú Hằng nói. Được rồi Nhược Mai, chúng ta thua thì cũng đã thua rồi. Chỉ cần hai chúng ta luyện tập chăm chỉ, sớm muộn gì cũng có ngày đánh bại được anh ấy. Chu Nhược Mai nói. Lúc này, Chu Phi Phi lái chiếc BMW đến biệt thự trên núi Tinh Nguyệt. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã rất ngạc nhiên khi thấy Chu Phi Phi tới đây. Tại sao Phi Phi lại tới đây? Chu Nhược Mai hỏi. Chị, em mang tới thiệp mời. Chu Phi Phi nói. Thiệp mời gì vậy? Chẳng lẽ em lại kết hôn sao? Chu Nhược Mai hỏi. Bởi vì chồng của Phi Phi là Trần An Khang đã bị xử tử, nên cô ấy nghĩ rằng Chu Phi Phi sẽ kết hôn một lần nữa. Chị ơi, em đâu có cưới nhanh như thế. Chị quên à, ngày mốt là sinh nhật 70 tuổi của bà nội. Gia đình định tổ chức đại tiệc thật long trọng. Gia đình thống nhất quyết định mời cả nhà chị tới tham gia tiệc mừng thọ của bà nội. Chu Phi Phi nói. Chu Nhược Mai bất chợt nhớ ra, đúng nhỉ, chị xém nữa đã quên mất sinh nhật lần thứ 70 của bà nội vào ngày mốt rồi. Thực ra đại thọ của bà nội em không cần đích thân mang thiệp mời tới, cứ gọi điện thông báo cho chị là được. Chu Nhược Mai nói. Chị ơi, chị định đến tham gia đại thọ sinh nhật của bà nội sao? Chu Phi Phi hỏi. Mặc dù bà nội có từng nói rằng đã đoạn tuyệt quan hệ với chị, nhưng mối quan hệ huyết thống không thể nói cắt đứt là cắt đứt. Đại thọ lần thứ 70 của bà nội, chị nhất định sẽ tham gia chúc thọ. Chu Nhược Mai nói. Nhưng bố mẹ đã lên kế hoạch sẽ làm bẽ mặt mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội. Chu Phi Phi nói. Chu Nhược Mai đột nhiên sửng sốt, cô không ngờ rằng Chu Phi Phi lại nói cho mình chuyện này. Chu Phi Phi, tại sao em lại nói trước chuyện này với bọn tôi vậy? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Bởi vì anh đã cứu tôi không muốn anh lại bị sỉ nhục. Chu Phi Phi nói. Nhưng lúc ấy tôi đã ra lệnh xử tử em trai cô không ghét tôi sao? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Tôi đúng là có ghét, nhưng tôi hiểu nỗi khổ của anh. Em trai tôi phản quốc, quốc pháp khó dung, là thống soái vạn quân lúc bấy giờ, nếu anh không chấp hành quân pháp thì sẽ khó thuyết phục lòng dân. Chu Phi Phi nói. Cô có thể hiểu được là được rồi. Nhược Mai, hiện tại anh đã không còn là hộ soái bảo vệ quốc gia nữa, tiệc đại thọ sinh nhật này nếu chúng ta đến đó thì sẽ bị sỉ nhục. Vậy chúng ta không cần tới. Lê Vĩnh Thiên nói với Chu Nhược Mai. Chương 1062 cân nhắc. Chu Nhược Mai suy nghĩ một chút rồi nói, việc này chúng ta cần phải cân nhắc trước rồi mới nói. Được rồi, thiệp mời đã được gửi tới. Tôi cũng đã nói rõ hết, muốn đi hay không tùy hai người quyết định. Tôi đi trước đây, Chu Phi Phi nói. Phi Phi, đã tới đây rồi, hay là em vào nhà ngồi chút rồi mới đi. Chu Nhược Mên ói. Không cần đâu, em vẫn còn rất nhiều thiệp mời cần phải gửi. Mặc dù Chu Phi Phi không còn tranh đấu với Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai, nhưng cô rất xấu hổ khi đối mặt với họ. Vậy được thôi,
Sau này nếu em rảnh thì đến nhà chơi. Chu Nhược Mai không ép buộc nữa. Sau này mới nói đi, bây giờ chị và Lê Vĩnh Thiên đều không có việc làm. Hai người có kế hoạch gì không? Chu Phi Phi hỏi. Hiện tại tụi chị không có bất kỳ kế hoạch nào cả. Lê Vĩnh Thiên đó giờ đều nam chính bắc chiến, bây giờ hiếm có thời gian nhàn nhã như thế, hãy để anh ấy nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn. Chu Nhược Mai nói. Đừng để cho tới lúc không có cơm ăn đợi chết như hồi xưa đấy nhé. Chu Phi Phi nói xong liền rời đi. Sau khi Chu Phi Phi rời đi, Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên và Nguyễn Tú Hằng cũng trở về biệt thự. Vĩnh Thiên, đại thọ 70 của bà nội, Phi Phi đã đích thân mời thiệp. Nếu chúng ta không đi thì có vẻ không hay cho lắm. Chu Nhược Mai nói một cách khó chịu. Bây giờ anh không quyền không thế lại không có việc làm. Anh đã bị giáng chức xuống làm dân thường. Cô Phi Phi còn nói người nhà họ Chu sẽ hạ nhục anh nếu chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của bà nội. Biết rõ mà còn đi thì làm gì? Đây chẳng phải là rước nhục vào người à? Lê Vĩnh Thiên nói. Sinh nhật lần thứ 70 của bà nội, nếu chúng ta không tới đó, e rằng người ngoài sẽ đàm tiếu. Chu Nhược Mai nói. Lê Tuyết Tư nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên nên hỏi, bà nội của hai đứa chừng nào sinh nhật? Ngày mốt, gia đình con mời cả nhà mình tham gia. Mẹ nói xem, chúng ta có nên đi không? Chu Nhược Mai không còn cách nào khác đành hỏi ý kiến của Lê Tuyết Tương. Dù sao thì một người lớn như Lê Tuyết Tương cũng sẽ có kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế. Mẹ nghĩ là chúng ta nên đi, Lê Tuyết Tương nói. Tại sao vậy mẹ, gia đình họ Chu yêu cầu chúng ta đến đó chỉ để sỉ nhục chúng ta thôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Bởi vì dù sao đó cũng là tiệc sinh nhật lần thứ 70 của bà nội. Nếu chúng ta không đi, thì là chúng ta không đúng. Bất kể nhà họ Chu có làm nhục chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ làm đúng việc của mình là được. Lê Tuyết Tương nói. Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng muốn đi với tụi con sao? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Bên thân gia chẳng phải mời cả nhà chúng ta đến đó sao? Lê Tuyết Tương hỏi ngược lại. Vâng, Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy thì đúng rồi, mẹ của tụi con đương nhiên phải đi. Con và Nhược Mai kết hôn đã nhiều năm như vậy, mà mẹ vẫn chưa từng gặp qua thân gia. Mẹ phải nhân cơ hội này đi gặp thân gia mới được. Lê Tuyết Tương nói. Lê Vĩnh Thiên nói, gia đình họ Chu miệng lưỡi rất chanh chua. Mẹ vợ của con là Chu Ly Bình sẽ khinh thường mẹ cho xem. Lê Vĩnh Thiên nói. Mẹ nghĩ nếu chúng ta chuẩn bị một món quà nặng tay thì sẽ không bị bẽ mặt. Lê Tuyết Tương nói. Những gì mẹ nói là đúng đấy. Chỉ cần chúng ta tặng một món quà lớn thì và gia đình mẹ em sẽ không có lý do gì để làm bẽ mặt chúng ta. Chu Nhược Mai đồng ý. Được thôi, nếu mọi người bất chấp nhất định muốn đến đó, vậy thì con cũng sẽ đi cùng. Lê Vĩnh Thiên không muốn quan tâm nữa, dù sao thì anh ấy cũng không phải là lần đầu tiên chịu sỉ nhục. Lúc này, vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên gồm, hộ bôn sư, hộ lang sư, thiết huyết sư, thiết kỵ sư đều đã đến đóng quân tại Lang Quốc. Sư quốc, nước Liệp Ưng, nước Cựu Hùng cùng nước Dẫn Giao vui mừng khôn xiết khi thấy Long Quốc chuyển vương bài sư đoàn bất khả chiến bại của Lê Vĩnh Thiên đến đồn trú ở Lang Quốc. Lê Vĩnh Thiên hộ soái bảo vệ đầu tiên Long Quốc đã bị cách chức. Ngay cả vương bài sư đoàn của anh ta cũng bị chuyển đến Lang Quốc, lúc này sư quốc, nước Liệp Ưng, nước Cựu Hùng cùng nước Dẫn Giao đã bắt đầu khởi động, có lại tham vọng thôn tính. Tân sư vương bị lần trước bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho mất hết mặt mũi. Bây giờ hắn không thể đợi thêm được nữa, nên lập tức điều động một lượng lớn binh mã đi đến biên giới của Long Quốc. Quân địch của sư quốc bất ngờ xông thẳng tới biên giới phía bắc của Long Quốc. Hộ soái phía bắc lập tức báo về Long Cung. Các quan đại thần của Long Cung đều hoảng sợ khi biết tin quân địch của sư quốc đang chuẩn bị tấn công biên giới phía bắc. Các vị đại thần ở Long Cung khi biết tin quan dịch sư quốc chuẩn bị tấn công vào phía bắc Long Quốc thì bắt đầu hoang mang. Hồi xưa, một khi có địch đến thì hộ soái bảo vệ đất nước số 1 của Long Quốc Lê Vĩnh Thiên sẽ có thể chống chọi. Nhưng lần này phải dựa vào ai để khiến địch rút lui đây? Sóng gió ở Long Quốc ập đến, khiến dân chúng rơi vào khủng hoảng. Dân chúng Long Quốc lại nhớ tới Lê Vĩnh Thiên người dụng binh như thần. Mặc dù 4 vị hộ soái khác của Đại Long Quốc vẫn có khả năng cản phá địch. Nhưng phương thức phá địch của bọn họ nhất định sẽ không hiệu quả bằng Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nghiêm và các con trai của ông ta cũng bắt đầu hoảng sợ khi biết rằng sư quốc đang tiến tới. Bọn dọ vừa mới leo lên vị trí cao và cũng mới nắm được sức mạnh của Long Quốc thôi, vậy mà đã phải đối diện địch rồi. Tể tướng Ngụy Nghiêm không dám lập tức đưa ra biện pháp đối phó, đánh hay không đánh vẫn đang do dự. Giặc đã gần thành rồi,
nếu làm không tốt thì Giang Sơn Đại Long Quốc sẽ mất đi. Cái ghế tể tướng ngồi vẫn chưa ấm mông có khi phải trở thành tù nhân của sư quốc. Hàng trăm quan chức của các lực lượng dân sự và quân sự Long Cung đều bất lực, Ngụy Nghiêm không muốn bàn bạc với họ cách đối phó với kẻ thù, ông ta lui về trước và dẫn hai con trai về nhà. Ông ấy muốn thảo luận với gia đình trước rồi mới nói với văn võ bá quan trong triều. Chương 1063 mật bàn. Sau khi trở về nhà, Ngụy Nghiêm liền gọi hai người con trai đến mật thất của mình để bàn cách đối phó với kẻ thù là sư quốc. Khi Lê Vĩnh Thiên vừa mới bị bãi chức, thì sư quốc đã bắt đầu tập hợp quân đội ở biên giới phía bắc của tôi. Chúng ta nên làm gì đây? Ngụy Nghiêm hỏi hai đứa con trai của mình. Bố ơi, Đại Long Quốc của chúng ta có muôn vàn nhân tài, tướng mạo dũng mãnh như mây, ngoài Lê Vĩnh Thiên ra còn có tứ đại hộ soái khác. Hộ soái nào cũng có thể đánh địch rút lui, chúng ta sợ gì chứ? Con trai cả Ngụy Nguyên Trác nói. Đúng vậy, quân địch sư quốc lần trước đã bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho không còn sinh khí, lại bị thương nặng. Con trai thứ hai Ngụy Nguyên Tùng nói. Sự thật từ lâu đã chứng minh rằng Lê Vĩnh Thiên có khả năng chiến đấu. Không nghi ngờ gì nữa, Long Quốc có tứ đại hộ soái khác cũng không bằng một mình Lê Vĩnh Thiên. Nếu lại khi chiến với sư quốc, bố sợ chúng ta sẽ thua. Một khi bị đánh bại, chúng ta sẽ rất bị động. Rất có thể sẽ không bảo vệ được vị trí của mình ở Giang Sơn Đại Long Quốc đâu. Ngụy Nghiêm nói. Bố à, chỉ có một sư quốc thôi, Đại Long Quốc của chúng ta chắc chắn có thể xử lý được. Chúng ta sẽ không bị sư quốc xóa sổ đâu. Ngụy Nguyên Trác nói. Chỉ một nước sư quốc thì không khủng khiếp. Sẽ thật kinh khủng nếu nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nước Dẫn Giao cùng nhau liên thủ với sư quốc tấn công Đại Long Quốc của chúng ta, Ngụy Nghiêm nói. Bố đã nói như vậy. Nếu theo ý kiến của bố thì chúng ta phải làm thế nào? Ngụy Nguyên Tùng hỏi. Chúng ta khó lắm mới nắm được quyền của Đại Long Quốc. Chúng ta còn chưa được hưởng uy thế của Đại Long Quốc. Việc chúng ta phải làm là giữ nguyên trạng hiện tại của Đại Long Quốc là được. Ngụy Nghiêm nói. Làm sao nắm giữ hiện trạng của Giang Sơn Đại Long Quốc đây? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Nếu muốn nước Đại Long Quốc bình yên vô sự, chỉ có thể cùng sư quốc thương lượng con đường này. Ngụy Nghiêm nói. Thảo luận hòa bình với sư quốc sao? Sư quốc vốn là nước bại trận, nếu chúng ta đề nghị đàm phán hòa bình với sư quốc, thì Long Quốc của chúng ta có tứ đại hộ soái sẽ không chịu đâu. Ngụy Nguyên Trác nói. Nhưng, con lo lắng rằng thế lực của chúng ta vẫn chưa ổn định sau khi ngươi lên chức. Chúng ta chủ trương thảo luận bá quan trong triều và tứ đại hộ soái. E rằng họ sẽ tạo phản, Ngụy Nguyên Trác nói. Chẳng phải chúng ta còn có thánh khẩu của quốc vương Long Quốc sao, bọn họ mà dám cãi lời à? Ngụy Nghiêm nói. Bố nói đúng, chỉ cần quốc vương Long Quốc bị thoạt cổ hoặc làm cho nghe lời thì sẽ nói với bọn họ thôi. Lúc ấy, tứ đại hộ soái cũng không dám trái lời Ngụy Nguyên Tùng nói. Đúng vậy, bây giờ Lang Quốc ở phía Tây đã đầu hàng. Chỉ cần chúng ta đàm phán hòa bình với sư quốc thì không phải lo lắng về Đại Long Quốc ở phía Bắc nữa. Tới lúc đó, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao cũng không dám hành động ngang tàng với chúng ta nữa. Ngụy Nghiêm nói. Vậy thì chúng tôi quyết định thảo luận hòa bình với sư quốc để gia đình họ Ngụy chúng ta tiếp tục tận hưởng vinh hoa tại Đại Long Quốc. Ngụy Nguyên Trác nói. Lúc này, Ngụy Nguyên Tùng nói, bố, bây giờ vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên đã được chuyển đến đất nước Lang Quốc. Anh ta về cơ bản đã bị tước đi quyền lực. Khi nào chúng ta có thể hành động chống lại Lê Vĩnh Thiên để thoát khỏi rắc rối này đây? Bất cứ lúc nào cũng được. Chuyện trừ khử Lê Vĩnh Thiên con cứ sắp xếp đi. Ngụy Nghiêm nói. Vâng ạ. Con sẽ lập tức phái Điện Thiên Cang đi Đà Lạt ám sát Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nguyên Tùng nói. Được rồi, nhưng để ám sát Lê Vĩnh Thiên cần phải giữ bí mật. Đừng để thế giới bên ngoài biết chúng ta là chủ mưu đứng sau hậu trường, tránh những rắc rối không đáng có, Ngụy Nghiêm nói. Con biết rồi, con sẽ phát cao thủ của Điện Thiên Cang giết hắn. Thần không biết quỷ không hay, Ngụy Nguyên Tùng nói. Nếu được thì nhất định phải giết Lê Vĩnh Thiên trong một lần thôi. Nếu lần đầu không thành công thì sau này muốn giết sẽ khó khăn hơn. Ngụy Nghiêm nói. Con hiểu rồi, Ngụy Nguyên Tùng nói. Con Đinh sẽ phái thần đao giáo chủ Cầu Hạn mang theo Hắc Long Thôn Nguyệt Đao tới Đà Lạt để giết Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nguyên Tùng nói. Hắc Long Thôn Nguyệt Đao mặc dù rất lợi hại, nhưng vẫn đánh không lại đao phổ bảy chiêu thức càn khôn của Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nghiêm hỏi. Thần đao giáo chủ Cầu Hạn là một người am hiểu kiếm thuật của võ lâm. Cho dù không dùng đao phổ bảy chiêu thức càn khôn thì cũng có thể ám sát Lê Vĩnh Thiên bằng Hắc Long Thôn Nguyệt Đao thôi. Ngụy Nguyên Tùng nói. Vậy tốt, để đảm bảo an toàn, hãy để Cầu Hạn dẫn thêm vài người đi.
Ngụy Nghiêm nói. Con sẽ thu xếp đi, Ngụy Nguyên Tùng nói. Sau đó, Ngụy Nguyên Tùng ngay lập tức liên lạc với thần đao giáo chủ Cầu Hạn. Anh ta yêu cầu hắn đến thành phố Đà Lạt để chuẩn bị ám sát Lê Vĩnh Thiên. Sau khi nhận được lệnh, thần đao giáo chủ Cầu Hạn ngay lập tức đưa một nhóm cao thủ của Điện Thiên Cang bí mật đến thành phố Đà Lạt. Sau khi vụ ám sát Lê Vĩnh Thiên được sắp xếp, Ngụy Nghiêm bắt đầu triệu tập các văn võ bá quan của Long Quốc đến Long Đô để bàn cách đối phó với kẻ thù sư quốc. Trấn Trung hộ soái Lưu Thiên Du, Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ, Trấn Nam hộ soái Trần Kiện và Trấn Bắc hộ soái Trương Lâm Lương cũng đều nhận được lệnh khẩn cấp đến Long Đô. Chương 1064 ngày thứ hai. Ngày thứ hai, tất cả các văn võ bá quan của Long Quốc đều tập trung ở Long Cung, tứ đại hổ soái cũng có mặt, quốc vương Long Quốc lên triều cùng bàn biện pháp đối phó với kẻ thù. Tất cả ái khánh, bây giờ là lực lượng kẻ thù sư quốc đang tập hợp lại ở xiên giới phía Bắc. Mọi người có chiến lược nào để đánh tan kẻ thù không? Quốc vương Long Quốc hỏi. Quốc vương Long Quốc trước giờ luôn chặn giặc làm đầu. Tôi nguyện quyết chiến với sư quốc một trận, Trấn Bắc hộ soái Trương Lâm Lương nói. Quốc vương Long Quốc lần trước đã làm sư quốc đầu hàng, đánh bại tới tanh bành hoa lá. Lần này chúng ta cũng nhất định có thể đánh bại chúng, Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ nói. Đúng, chỉ là sư quốc thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy, Trấn Nam hộ soái Trần Kiện nói. Sư quốc lần trước đã đại bại, lần này, chúng lại dám tập trung hầu hết quân đội của mình ở biên giới phía Bắc. Đây chỉ là cơ hội để tiêu diệt chúng trong một lần. Ta hoàn toàn đánh bại chúng, Trấn Trung hộ soái Lưu Thiên Du nói. Tứ đại hộ soái đều chủ trương quyết chiến đến chết với kẻ thù sư quốc. Cha, tứ đại hộ soái đã nói vậy rồi, các ái khanh có nghĩ gì không? Quốc vương Long Quốc hỏi lại đại thần. Quốc vương Long Quốc, phi thần tán thành cho tứ đại hộ soái quyết chiến với sư quốc. Thêm một đại thần cho biết. Quốc vương Long Quốc, phi thần cũng cảm thấy chúng ta phải quyết chiến một trận với sư quốc thôi. Thêm một đại thần cho biết. Lúc này chính quốc vương Long Quốc lại hỏi Ngụy Nghiêm rằng, tể tướng Ngụy, các văn võ bá quan đều chủ trương quyết chiến với sư quốc, ông thấy sao? Quốc vương Long Quốc, phi thần cảm thấy chúng ta không gây chiến với sư quốc. Ngụy Nghiêm nói. Khi Ngụy Nghiêm nói, các văn võ bá quan đều sửng sốt, họ không ngờ rằng tể tướng lại thực sự phản đối cuộc chiến với sư quốc. Tại sao? Quốc vương Long Quốc hỏi lại. Vì Long Quốc của chúng ta có quá nhiều kẻ thù, nhiều nước kẻ thù sẽ nhòm ngó Long Quốc của chúng ta. Một khi chúng ta gây chiến với sư quốc, kết cục của cuộc chiến sẽ là nước Dẫn Giao, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, những thế lực địch này chắc chắn sẽ nhân cơ hội để tấn công Long Quốc từ mọi hướng. Ngụy Nghiêm nói. Theo ý của tể tướng Ngụy, chúng ta nên đối phó với sự xâm lược của Long Quốc như thế nào? Quốc vương Long Quốc lại hỏi. Chúng ta nên thực hiện chiến lược liên lạc gần và tấn công đường dài. Đó đàm phán hòa bình với sư quốc để thành lập một liên minh. Khi Ngụy Nghiêm nói xong, thì có một văn võ bá quan náo động, một lúc sau cuộc thảo luận lại yên lặng. Sư quốc đã nhiều lần chiến đấu và liên tiếp thất bại. Quốc gia bại trận lại đàm phán hòa bình với Long Quốc chúng ra, quốc uy nước ta để đâu? À, nếu như chúng ta chủ động cùng sư quốc thương lượng, sư quốc nhất định sẽ mở miệng kêu bồi thường, thậm chí là nhượng đất bồi thường. Đàm phán một hòa bình với sư quốc có nghĩa là chúng tôi sợ hãi, không dám chiến đấu. Nhiều quốc gia kẻ thù sẽ thừa nước đục thả câu trong tương lai. Lúc này, quốc vương Long Quốc lại nói, mọi người trước hết nên im lặng nghe lời tể tướng Ngụy. Tất cả các văn võ bá quan ngay lập tức trở nên yên lặng khi họ nghe quốc vương Long Quốc nói như thế. Tể tướng Ngụy, hãy tiếp tục nói rằng ý kiến của ông về lợi ích của cuộc đàm phán giữa chúng ta với sư quốc là gì đi. Vị quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc, hiện tại là Long Quốc của chúng ta đã liên minh với Lang Quốc ở phía Tây. Nếu bây giờ liên minh với sư quốc thì phương Bắc chúng ta sẽ không có cản lo. Như vậy thì, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao các quốc gia kẻ thù này sẽ không dám hành động hấp tấp, Ngụy Nghiêm nói. Cha, tể tướng Ngụy có lý do rất chính đáng, quốc vương Long Quốc nói. Sau đó Ngụy Nghiêm nói, mấy năm nay chúng ta đánh nhau, quốc lực tổn hại, nhân dân chịu thiệt. Chúng ta không nên tiếp tục tranh đấu nữa. Chúng ta nên tập trung phát triển kinh tế để phát triển hòa bình lâu dài. Nếu có quốc lực cường đại, dù kẻ thù chung quanh, cũng không có quân nào không dám xâm phạm. Nói xong, Ngụy Nghiêm liền dùng thuật cổ hoặc khống chế quốc vương Long Quốc. Ông ta còn có ý nghĩ để cho quốc vương Long Quốc nói theo ý mình, Ngụy tể tướng thật sự là thừa tướng có 102 trong việc thể hiện quan điểm khác với những người khác. Long Quốc có một con đường phát triển khác thực sự là thông minh.
Quốc vương Long Quốc, vậy là ngài đồng ý với vi thần sẽ thương lượng với sư quốc phải không? Ngụy Nghiêm cố ý hỏi. Tầm nhìn xa của Ngụy Tể tướng vô cùng tốt, điều đó rất đúng đắn. Đương nhiên là ta đồng ý. Quốc vương Long Quốc đã bị Ngụy Nghiêm khống chế. Lời nói đi theo ý nghĩ của Ngụy Nghiêm. Ngay khi quốc vương Long Quốc nói xong, tứ đại hộ soái đột nhiên trở nên lo lắng. Quốc vương Long Quốc tuyệt đối không được thương lượng với sư quốc. Một khi đã làm hòa với sư quốc, Long Quốc của chúng ta sẽ mất hết uy tín quốc gia, sau này ai cũng dám bắt nạt chúng ta. Trấn Bắc hộ soái Trương Lâm Lương nói. Đúng vậy, quốc vương Long Quốc không bao giờ được thương lượng hòa bình với sư quốc. Đây là một ý tưởng tôi. Nếu mọi quốc gia kẻ thù đều gây áp lực, nếu chúng tôi không chiến đấu thì sẽ bị đánh bại. Sức mạnh của Long Quốc còn ở đâu chứ? Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ nói. Lúc này, Ngụy Nghiêm nói, chúng ta chỉ thương lượng hòa bình với sư quốc mà không có thương lượng hòa bình với các quốc gia kẻ thù khác. Sư quốc ở phía bắc của Long Quốc của chúng ta, miễn là chúng ta liên minh được với sư quốc thì Long Quốc sẽ trở nên rất mạnh. Lúc ấy, không ai dám manh động chống lại Long Quốc. Tể tướng Ngụy, dựa vào thực lực là Long Quốc tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể quyết chiến với sư quốc. Và khiến sư quốc phụ thuộc vào chúng ta, không cần phải cầu hòa bọn họ. Tôi nói rồi, một khi chúng ta gây chiến với sư quốc, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao sẽ nhân cơ hội để trở lại. Chúng sẽ tấn công chúng ta từ mọi hướng. Lúc đó chúng ta đối phó thế nào? Làm không xong có khi còn bị mất nước. Ngay khi quốc vương Long Quốc nói xong, tứ đại hộ soái đột nhiên trở nên lo lắng. Quốc vương Long Quốc tuyệt đối không được thương lượng với sư quốc. Một khi đã làm hòa với sư quốc, Long Quốc của chúng ta sẽ mất hết uy tín quốc gia, sau này ai cũng dám bắt nạt chúng ta. Trấn Bắc hộ soái Trương Lâm Lương nói. Đúng vậy, quốc vương Long Quốc không bao giờ được thương lượng hòa bình với sư quốc. Đây là một ý tưởng tôi. Nếu mọi quốc gia kẻ thù đều gây áp lực, nếu chúng tôi không chiến đấu thì sẽ bị đánh bại. Sức mạnh của Long Quốc còn ở đâu chứ? Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ nói. Lúc này, Ngụy Nghiêm nói, chúng ta chỉ thương lượng hòa bình với sư quốc mà không có thương lượng hòa bình với các quốc gia kẻ thù khác. Sư quốc ở phía bắc của Long Quốc của chúng ta, miễn là chúng ta liên minh được với sư quốc thì Long Quốc sẽ trở nên rất mạnh. Lúc ấy, không ai dám manh động chống lại Long Quốc. Tể tướng Ngụy, dựa vào thực lực là Long Quốc tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể quyết chiến với sư quốc. Và khiến sư quốc phụ thuộc vào chúng ta, không cần phải cầu hòa bọn họ. Tôi nói rồi. Một khi chúng ta gây chiến với sư quốc, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao sẽ nhân cơ hội để trở lại. Chúng sẽ tấn công chúng ta từ mọi hướng. Lúc đó chúng ta đối phó thế nào? Làm không xong có khi còn bị mất nước. Chương 1065 tức giận. Nếu Lê Hộ Soái còn ở Đại Long Quốc thì anh ấy liệu có sợ những quốc gia thù địch này sẽ liên kết với nhau không? Trấn Nam Hộ Soái Trần Kiện tức giận nói. Lê Vĩnh Thiên nổi loạn chống lại quốc vương Long Quốc nên bị cách chứ? Chẳng lẽ Trần Hộ Soái không hài lòng với quyết định của quốc vương Long Quốc sao? Ngụy Nghiêm nói. Mạc tướng không dám, chỉ là Mạc tướng nhớ Lê Hộ Soái thôi. Đương nhiên, Trần Kiện không dám bày tỏ sự bất mãn với quốc vương Long Quốc, mặc dù trong lòng rất bất mãn. Lê Vĩnh Thiên nắc ninh ngược kiêu ngạo đam nổi loạn, hắn có lý do chính đáng để bị cách trước khi dám bất chấp mệnh lệnh. Đại Long Quốc chúng ta có nhiều người tài năng, cho nên cần ngừng thảo luận về người này, Ngụy Nghiêm nói. Nếu Lê Hộ Soái, những kẻ khiếp sợ kẻ thù, thì Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Lang Sư và Thiệt Kỵ Sư sẽ không sợ những lực lượng liên minh của kẻ thù này. Trấn Trung Hộ Soái Lưu Thiên Du nói. Nếu tình hình thay đổi đột ngột, chúng tôi có thể điều Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Lang Sư và Thiệt Kỵ Sư trở về. Trấn Bắc Hộ Soái Trương Lâm Lương nói. Chẳng lẽ ngoài Lê Vĩnh Thiên ra, thì ở Đại Long Quốc của ta, quân đội không có khả năng chiến đấu sao? Hộ Bôn Sư, Hộ Lang Sư, Thiết Lang Sư và Thiệt Kỵ Sư nếu điều chuyển trở lại, họ sẽ đi một quãng đường dài và vất vả. Việc canh giữ Lang Quốc cũng quan trọng không kém, Ngụy Nghiêm nói. Nếu không kêu đội của Lê Vĩnh Thiên trở về cũng không sao cả. Với binh lính và ngựa để chống lại kẻ thù, chúng ta có thể nhanh chóng tiêu diệt sư quốc. Nếu nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao dám xâm lược, chúng ta sẽ đánh bại chúng từng nước một. Trấn Đông Hộ Soái Bàng Siêu Vũ nói. Dễ dàng nhanh chóng tiêu diệt được sư quốc như vậy nào? Chỉ cần chiến tranh mở ra, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao sẽ nhân cơ hội xâm lược và thậm chí khiến ta đầu hàng, Lang Quốc cũng sẽ nổi dậy. Chỉ cần chúng ta đàm phán hòa bình và thành lập liên minh,
quốc gia đối địch sẽ không dám hành động hấp tấp chống lại Long quốc vĩ đại của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không làm điều đó khi một cuộc khủng hoảng lớn có thể dễ dàng giải quyết như thế? Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nghiêm không muốn những các hộ soái này nói thêm nữa, ông ta lập tức dùng cổ hoặc khiến quốc vương Long quốc nói, tất cả các ái khanh đừng nói nữa. Ta nghĩ tể tướng Ngụy nói như vậy rất có lý hơn ta. Quyết định đàm phán hòa bình với sư quốc. Quốc vương Long quốc, chúng ta là một quốc gia to lớn, nếu đàm phán với một nước nho nhỏ như sư quốc sẽ bị thế giới chế giễu. Trấn nói, Trấn Trung hộ soái Lưu Thiên Du nói. Đúng vậy, chúng ta hãy khiêu chiến với sư quốc. Nếu lo lắng rằng nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao nhân cơ hội tấn công, chúng ta có thể yêu cầu Lê hộ soái xuất trận để phá vỡ đối phương một lần nữa. Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ nói. Đúng vậy, chỉ cần yêu cầu Lê hộ soái ra trận lần nữa, mọi khủng hoảng đều có thể được giải quyết. Trấn Nam hộ soái Trần Kiện cũng nói. Lê hộ soái chỉ làm trái lệnh của triều đình một lần và đã bị trừng phạt thích đáng. Bây giờ kẻ thù xuất hiện, chúng ta nên mời lại Lê hộ soái ra mặt. Trấn Bắc hộ soái Trương Lâm Lương nói. Ngụy Nghiêm lập tức dùng thuật cổ hoặc khiến quốc vương Long quốc tức giận, đừng nói lung tung nữa. Lê Vĩnh Thiên dám làm trái ý ta, trẫm đã hạ lệnh đuổi hắn. Mới mấy ngày sau lại kêu hắn ra mặt, uy nghiêm của trẫm để đâu, ta sẽ quyết định làm hòa với sư quốc. Quốc vương Long quốc, người ta thường nói người không xúc phạm ta thì ta cũng không xúc phạm người. Bây giờ sư quốc dám nghênh chiến phạm phải chúng ta làm sao có thể không đánh mà thua chứ. Trấn Đông hộ soái Bàng Siêu Vũ cho biết, chém chém giết giết không phải là kế sách lâu dài. Đánh nhau sẽ chỉ ảnh hưởng đến Long quốc và sự phát triển kinh tế của nó. Chỉ có duy trì hòa bình thì Long quốc của chúng ta mới phát triển đúng đắn với chính sách. Ai muốn chống kế hoạch này chính là chống lại ta, quốc vương Long quốc nói. Tại triều, mọi người nhìn thấy quốc vương Long quốc tức giận không dám nói thêm câu nào. Sau đó Ngụy Nghiêm lại khiến quốc vương Long quốc nói, ta sẽ giao cho tể tướng Ngụy Thu xếp thương lượng với sư quốc nhé. Vi thần tuân lệnh, Ngụy Nghiêm nói. Tứ đại hộ soái vô cùng bất lực khi thấy quốc vương Long quốc nhất quyết muốn làm hòa với sư quốc. Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn cứng rắn và thật sự không hiểu được, quốc vương Long vương tại sao có thể nhu nhược như vậy. Nhưng khi Ngụy Nghiêm nhìn thấy bốn vị hộ soái muốn yêu cầu Lê Vĩnh Thiên xuất chinh, thì ông ta có suy nghĩ nghĩ cần phải loại bỏ Lê Vĩnh Thiên càng sớm càng tốt. Nếu không thì sớm muộn gì Lê Vĩnh Thiên cũng sẽ trở lại. Thành phố Đà Lạt, triệu đình vũ của Lại Nhi đã qua được điều trị bởi Lưu Đại Thông. Cuối cùng, họ đã có thể được xuất viện. Lê Vĩnh Thiên rất biết ơn Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đã cứu sống họ. Mẹ và chị gái đã đích thân đón họ từ bệnh viện và mời họ về nhà ăn tối. Triệu Vũ Ngọc em gái của Triệu Đình Vũ tất nhiên cũng được Lê Vĩnh Thiên mời đến nhà ăn tối. Cả Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đều nhận được sự quan tâm. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên không còn là hộ soái bảo vệ đất nước, nhưng họ vẫn coi Lê Vĩnh Thiên là một hộ soái bảo vệ đất nước. Tất nhiên họ rất tôn trọng khi Lê Vĩnh Thiên mời họ. Sau bữa tối, mọi người lại cùng nhau trò chuyện. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi cùng mọi người nói chuyện đến nửa đêm mới rời đi. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai mời họ ở lại trong biệt thự. Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có nơi ở, vì vậy họ đồng ý sống tại biệt thự của Lê Vĩnh Thiên. Còn Lại Nhi người vừa mới bình phục chấn thương và không thể trở lại đội ngay lập tức, cũng đồng ý dưỡng sức trong biệt thự của Lê Vĩnh Thiên. Chương 1066 muốn bảo vệ. Có một lý do quan trọng khiến Lại Nhi đồng ý sống trong biệt thự của Lê Vĩnh Thiên. Đó là vì, cô ấy muốn bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã chuyển hết thị vệ đi khỏi nên không ai bảo vệ anh ấy. Là một thành viên của tổ đặc công xe đầu, cô ấy có mang theo một khẩu súng. Triệu Đình Vũ, anh là người của Ma Đao Môn, anh biết dùng đao chứ? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Tôi có kỹ năng dùng đao. Tuy không thể nói là tuyệt vời, nhưng tôi biết về nó. Triệu Đình Vũ khiêm tốn nói. Ma Đao Môn của các anh có thiếu chủ, sao không mang đao bên người vậy? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Làm sao tôi có thể mang theo một thanh đao khi đến thành phố Đà Lạt chứ? Một khi người kiểm soát nhìn thấy tôi mang theo vũ khí giết người, chẳng phải tôi sẽ bị họ bắt vào tù sao? Triệu Đình Vũ nói. Chà, anh nói đúng là có lý. Nhưng lần trước có người từ Điện Thiên Cang đến bệnh viện để ám sát anh nhưng đã thất bại. Chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ có người phái tới tiếp. Lê Vĩnh Thiên nói. Cái này thì tôi biết chắc chắn, chúng sẽ cắt cỏ tận gốc. Hơn nữa, họ còn muốn ép tôi giao nộp đao phổ bảy chiêu thức càn khôn. Triệu Đình Vũ nói.
Hiện tại anh sống ở nhà tôi, Điện Thiên Cang bất cứ lúc nào cũng có người tới giết anh. Tôi có một thanh đao chi bằng đưa cho anh tự vệ. Lê Vĩnh Thiên nói. Là đao nào? Triệu Đình Vũ hỏi. Bố nuôi của tôi Dương Văn Đoàn có một thanh đao truyền lại của tổ tiên. Lê Vĩnh Thiên nói. Đao của tổ tiên chắc chắn là bảo đao, tôi không thể nhận. Triệu Đình Vũ nói. Hiện tại tôi chỉ cho anh mượn tự vệ thôi. Đợi khi anh lấy lại được Hắc Long Thôn Nguyệt đao của Ma Đao Môn thì hãy trả lại bảo đao của bố nuôi tôi. Lê Vĩnh Thiên cũng không nỡ cho người ngoài mượn thanh bảo đao của tổ tiên truyền lại. Vậy được, thế tôi sẽ mượn bảo đao của Dương Tiền Bối để phòng thân. Triệu Đình Vũ nói. Vậy là sau đó, Lê Vĩnh Thiên vào phòng lấy thanh bảo đao của tổ tiên truyền cho Dương Văn Đoàn cho Triệu Đình Vũ mượn. Triệu Đình Vũ cầm thanh đao quý giá của tổ tiên Dương Văn Đoàn và ngẫu hứng múa vài chiêu đao pháp, thực sự là một thanh đao vô song rất vừa tay để sử dụng. Bố nuôi của tôi đã từng dùng con đao lớn này để giết vô số kẻ thù trên chiến trường. Mặc dù nó không tốt bằng Hắc Long Thôn Nguyệt đao của Ma Đao Môn, nhưng nó vẫn là một thanh bảo đao. Lê Vĩnh Thiên nói. Đúng vậy, thanh đao này là một thanh đao chính nghĩa. Còn Hắc Long Thôn Nguyệt đao là một ma đao, tà khí rất nặng. Triệu Đình Vũ nói. Được rồi, tới lúc mọi người phải nghỉ ngơi sớm rồi, Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng, hộ soái ngủ ngon, chị dâu ngủ ngon, Triệu Đình Vũ nói. Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi cũng nói lời chúc ngủ ngon với Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi mọi người về phòng ngủ, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đến khu rừng nhỏ phía sau biệt thự để luyện kiếm. Đêm vừa đúng, vầng trăng rằm sáng trong treo cao trên bầu trời đêm. Rừng cây nhỏ với ánh trăng chiếu khắp mặt đất giống như một lớp tuyết. Lê Vĩnh Thiên tiếp tục luyện tập Hiên Viên Cửu Kiếm dưới ánh trăng. Sau buổi luyện tập tối nay, Lê Vĩnh Thiên về cơ bản đã thành thạo chiêu thức thứ 3 trong Hiên Viên Cửu Kiếm. Em nghĩ hiện tại anh đã luyện xong, chiêu thứ 3 kiếm xuất thần diệt rồi. Buổi hôm sau ta sẽ phải luyện chiêu thứ 4 Hoành Tảo Thiên Quân rồi. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, bây giờ anh đã luyện thành chiêu kiếm xuất diệt thần. Nhưng thật đáng tiếc khi không có đối thủ để thử sức mạnh. Lê Vĩnh Thiên nói. Lê Vĩnh Thiên vừa dứt lời, một con quạ đột nhiên hét lên và bay lên trời. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Một luồng sát khí vô hình đột nhiên bao trùm toàn bộ khu rừng này. Chu Nhược Mai sợ hãi trước bầu không khí kỳ lạ đến mức giữ chặt lấy cánh tay của Lê Vĩnh Thiên. Khí thế ngất trời này sao có thể đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Chúng ta trở về ngay thôi. Chu Nhược Mai lo lắng nói. Chương 1067 tạm thời không thể. Chúng ta tạm thời bây giờ không thể quay về. Lê Vĩnh Thiên đã cảm thấy tình hình vô cùng nguy cấp. Lời nói của Lê Vĩnh Thiên vừa chưa dứt, cây cối xung quanh đã bắt đầu rung chuyển, vô số bóng đen từ tứ phía bay tới, dẫm lên ngọn cây. Chu Nhược Mai trong nháy mắt kinh ngạc đến biến sắc, có vô số người mặc đồ đen đã đứng trên cành cây xung quanh cô. Mỗi người đàn ông mặc đồ đen đều cầm một con đao trên tay. Trong ánh trăng chiếu rọi, mỗi con đao đều sáng lên ánh sáng hấp dẫn và lạnh lùng. Những người mặc đồ đen này, giống như các cương thi bất di bất động phân bố ở các cây xung quanh. Bọn họ có khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, có thể đã chết hoặc không. Không có huyết sắc và biểu cảm khiến người ta không thể cảm nhận được rằng họ đang sống. Nhưng mỗi người mặc đồ đen đều toát ra khí chất ngột ngạt và sát khí giết người. Sát khí nặng nề, mạnh mẽ ấy khiến người ta ngộp thở. Những người mặc đồ đen này chính là đệ tử của thần đao giáo thuộc Điện Thiên Cang. Ngụy Nguyên Tùng đã thần đao giáo chủ cầu hạn để ám sát Lê Vĩnh Thiên. Vì để bảo đảm sự an toàn, anh ta đã yêu cầu cầu hạn mang thêm người đến. Cầu hạn dân theo đồ đệ của mình, bọn họ đều là cao thủ giỏi nhất của thần đao giáo. Có những đệ tử mà ông ta đưa đến đây, và có những cao thủ bậc nhất trong việc dạy kiếm thuật của thủ đô. Hiện tại, bản thân cầu hạn vẫn chưa xuất hiện với tư cách là thần đao giáo chủ. Ông ta cảm thấy là cao thủ thì sẽ là người xuất hiện cuối cùng. Ông muốn những đệ tử này gặp Lê Vĩnh Thiên trước, nếu họ không thể đánh bại Lê Vĩnh Thiên, ông ta mới ra tay sau. Nếu Lê Vĩnh Thiên không thể đánh bại được đệ tử của mình, thì ông ta khỏi đánh tiếp. Mấy người là ai? Lê Vĩnh Thiên bình tĩnh hỏi. Anh không cần quan tâm chúng tôi là ai, anh chỉ cần biết rằng chúng tôi đến giết anh. Một trong những người mặc đồ đen nói. Tôi không có thù oán với mấy người. Tại sao các người lại tới giết tôi? Ai đã chỉ thị cho các người giết tôi? Lê Vĩnh Thiên muốn hiểu rõ lai lịch của những người này. Anh đừng nhiều chuyện nhảm nhí nữa. Trước khi chết tôi sẽ nói cho anh biết. Người mặc đồ đen nói.
tôi sợ sau này cậu sẽ không có cơ hội nói cho tôi biết, tranh thủ thời gian cậu còn sống nên tôi hỏi chút. Lê Vĩnh Thiên nói, đúng là nực cười, anh nghĩ rằng mình có thể giết chúng tôi sao? Người đàn ông mặc đồ đen nói, đừng nói quá nhiều lời vô nghĩa thế nữa, ra tay đi. Ai sống ai chết sẽ biết nhanh thôi, Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai lúc này mới lo lắng nói, Lê Vĩnh Thiên, chúng là người xấu. Anh phải cẩn thận. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Bọn họ đến đúng lúc để anh có dịp thử sự uy lực của chiêu thức kiếm xuất thần diệt rồi. Lê Vĩnh Thiên nói. Lúc này, trên ngọn cây có những người mặc đồ đen, tất cả đều vung đao nhảy từ trên ngọn cây xả xuống Lê Vĩnh Thiên. Trong một khoảnh khắc, bóng đen của thanh đao giống như hàng ngàn bầy rắn đang nhảy múa điên cuồng dệt thành một tấm lưới, bao phủ Lê Vĩnh Thiên từ trên xuống dưới. Vô số bóng đao giống như thủy ngân tuôn ra từ bầu trời, cứ giống như thiên la địa võng vậy. Cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều vô cùng sửng sốt vì không ngờ những người mặc đồ đen này lại có đao pháp kinh khủng như vậy. Sức mạnh của những người áo đen này hoàn toàn vượt quá mong đợi của Lê Vĩnh Thiên. Anh ấy chưa bao giờ thấy một đội hình đao pháp kinh khủng đến thế. Đúng là không phải người xấu thì họ sẽ không đến. Trên thực tế, chiêu thức này là đao chấn độc nhất vô nhị của thần đao giáo. Tên là Thiên La Địa Võng Chấn. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, Lê Vĩnh Thiên đã cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Anh ấy chỉ là người thống lĩnh vạn quân, giỏi về mưu lược, lại chẳng phải người trong võ lâm, nên anh chưa từng so đao với những cao thủ này. Bây giờ anh khó có thể đối mặt với một đội hình đao khí mạnh mẽ kín kẽ như vậy. Cũng như để bảo vệ người vợ không biết võ công Chu Nhược Mai của anh. Sau đó, anh mới nhận ra rằng những tên thích khách mặc áo đen này đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên không thể tránh nữa, anh chỉ có thể ôm Chu Nhược Mai, sau đó nằm trên mặt đất và nhanh chóng từ trên mặt đất trượt ra khỏi vòng tấn công của các bóng đao. Vô số đao chém trên mặt đất bị chém ra vô số vết nứt đan chéo nhau. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã cùng Chu Nhược Mai lao ra như một mũi tên, nên chính Thiên La Địa Võng Chấn của thần đao giáo coi như lao vào không trung. Họ không ngờ cặp đôi lại có thể trốn thoát được kiếp nạn này. Khi Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nhìn thấy mặt đất bị chém ra bởi các bóng đao, mồ hôi lạnh của họ không tự chủ mà tuôn ra. Nếu vừa rồi không chạy nhanh, chắc hẳn lúc này đã bị những thanh đao này làm cho tan nát rồi. Sau khi những cao thủ của thần đao giáo này xuất chiêu bị lao hết vào không trung, họ lại nhanh chóng áp sát Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai từ mọi hướng. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai trong phút chốc lại rơi vào một vòng vây. Những cao thủ của thần đao giáo không hề vội vàng xông vào Lê Vĩnh Thiên, mà chúng không ngừng chạy xung quanh họ. Xung quanh khu rừng có vô số bóng ma, có những bóng đen quay xung quanh Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Những bóng đen lóe lên này giống như những bóng ma hư ảnh nặng nề, làm chói mắt cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên về cơ bản đã luyện được chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt của Hiên Viên Cửu Kiếm, nhưng đối mặt với bao nhiêu chuyện thất thường, lại có nhiều sát thủ áo đen như thế, nên anh không biết dùng đao pháp này thế nào. Bởi vì có quá nhiều người, nên anh không thể giết hết ngay một lúc. Giết xong người này lại có thêm người khác. Nhưng Lê Vĩnh Thiên không muốn ngồi yên mà chôn thân tại đây. Anh lập tức ôm Chu Nhược Mai xoay người tại chỗ, dùng kiếm chém ra. Cho dù bọn chúng có chạy thế nào, chỉ cần một nhát kiếm được tung ra, thì cũng có thể giết được một số. Lê Vĩnh Thiên quét ra một nhát kiếm, và ngay lập tức, một luồng kiếm khí rít ra và được vẽ thành một vòng tròn. Những khu rừng xung quanh lần lượt bị chặt bởi kiếm khí, nhưng lại bị chặt ở giữa. Một số người mặc đồ bị chém chúng eo thành hai khúc, chúng bắt đầu đi chậm lại. Còn không kịp hét lên đã phải chết. Chương 1068 cao thủ thần đao. Nhưng có một vài cao thủ của thần đao giáo thân thủ vẫn rất tốt, họ phản ứng cũng tương đối nhanh. Bọn họ bay lên trời, sau đó lại nhảy xuống nằm ngay tại chỗ. Vậy là họ đã thoát khỏi đòn tấn công bằng kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên. Sống lại sau nạn kiếp, những người mặc đồ đen này đã biết rằng thanh kiếm trong tay Lê Vĩnh Thiên có uy lực lớn cỡ nào. Chúng sẽ không cho anh có cơ hội lần thứ hai để quét ngang kiếm nữa. Họ lập tức lao về phía Lê Vĩnh Thiên, vung đao từ mọi hướng. Dưới ánh trăng, có vô số lưỡi kiếm và bóng đen nhấp nháy hỗn loạn, phát ra những tia sáng chói mắt, lạnh lẽo. Lê Vĩnh Thiên chỉ có thể tung là tiểu lâu thính vũ kiếm không ngừng nghênh đó mọi hướng công kích từ phía các cao thủ thần đao giáo. Thanh đao mà các đệ tử sử dụng đều là các cây đao bình thường. Còn thanh kiếm của Lê Vĩnh Thiên là tiểu lâu thính vũ. Đúng là một trời một vực.
Lê Vĩnh Thiên dựa vào Tiểu Lâu Thính Vũ thần kiếm bất khả chiến bại, chỉ cần kiếm chạm vào đao, đao sẽ gãy. Nhưng vì Chu Nhược Mai không biết võ nên Lê Vĩnh Thiên chỉ có thể ôm cô đi đánh địch. Chu Nhược Mai luôn trở tay không kịp, điều này khiến cho việc di chuyển và tấn công của Lê Vĩnh Thiên bị đình trệ. Lê Vĩnh Thiên bây giờ phải đối mặt với một số lượng lớn cao thủ thần đao giáo. Một chút sai lầm cũng sẽ dẫn đến tử vong. Trong biệt thự núi Tinh Nguyệt, đang ngủ say, Triệu Đình Vũ đột nhiên tỉnh dậy. Bởi vì anh nghe thấy tiếng đao kiếm, tiếng va chạm và âm thanh từ lùm cây phía sau biệt thự. Anh vốn dĩ là thiếu chủ của ma đao giáo, vừa nghe là biết có cao thủ tấn công. Mặc dù, không biết vì sao ở sau núi lại xảy ra đánh nhau. Nhưng anh vẫn vác đao tổ tiên của Dương Văn Đoàn lao ra khỏi phòng. Lại Nhi cũng bị đánh thức bởi âm thanh của những cuộc đụng độ đao kiếm ở sau núi. Cô biết chắc Tiểu Lâu Thính Vũ thần kiếm của Lê Vĩnh Thiên đang chiến đấu ở trong ngọn núi phía sau. Rất có thể Lê Vĩnh Thiên đã bị tấn công. Cô lập tức bật dậy khỏi giường, lấy sung và lao ra khỏi phòng. Lại Nhi và Triệu Đình Vũ cùng lúc lao ra khỏi phòng của mình. Thế là họ đã gặp nhau ở cửa phòng. Triệu Đình Vũ sao anh lại ra phòng? Lại Nhi tò mò hỏi khi thấy Triệu Đình Vũ mang thanh đao. Tôi nghe thấy âm thanh đánh nhau từ sau núi nên tôi muốn ra ngoài xem xét. Triệu Đình Vũ nói, có lẽ hộ soái đã bị ai đó tấn công, cho nên chúng ta hãy đi cứu hộ soái. Lại Nhi nói, hộ soái tại sao có thể lên núi sau? Triệu Đình Vũ ngạc nhiên hỏi, ai mà biết được, có lẽ hộ soái muốn có thời gian lãng mạn với vợ mình ở núi sau. Cứ đi xem là biết ngay. Lại Nhi nói, vậy được, chúng ta đi xem một tí. Triệu Đình Vũ cũng cảm thấy Lê Vĩnh Thiên rất có thể bị tấn công. Ngoại trừ Lê Vĩnh Thiên, anh thực sự không nghĩ ra có ai sẽ chiến đấu sau núi. Vì vậy, Triệu Đình Vũ và Lại Nhi nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự về phía núi sau. Lúc này họ đang ở trên ngọn núi phía sau, trong khu rừng nhỏ. Lê Vĩnh Thiên kéo Chu Nhược Mai ứng chiến và nhanh chóng rơi vào vòng vây nặng nề. Tuy kiếm của anh rất sắc bén như đao pháp của các cao thủ thần đao pháp cũng rất lợi hại không kém. Bọn họ biết rằng kiếm của Lê Vĩnh Thiên rất mạnh mẽ nên cũng cố gắng không để va chạm kiếm của anh. Bọn chúng tung ra nhiều loại đao pháp khác nhau để bao vây Lê Vĩnh Thiên. Lúc này, một người mặc đồ đen trước mặt hướng đao đâm về phía Lê Vĩnh Thiên. Ngược lại, Lê Vĩnh Thiên cũng lập tức dùng kiếm đâm về phía trước. Anh muốn dùng tốc độ để chiến thắng. Lúc này, hai bên so tài, ai có tốc độ càng nhanh thì người đó sẽ thắng càng nhanh. Thanh kiếm của Lê Vĩnh Thiên định đâm vào đối thủ trước, nhưng trái tim của anh ta vẫn đang kéo Chu Nhược Mai, nên tay trái của anh đột nhiên trùng xuống. Hóa ra là Lê Vĩnh Thiên đang kéo Chu Nhược Mai xuất kiếm pháp lao về phía trước. Nhưng lúc đó Chu Nhược Mai phản ứng không kịp với Lê Vĩnh Thiên, nên đã đột nhiên ngã xuống. Lê Vĩnh Thiên vội vàng buông cô ra để tiếp tục đâm đối phương. Nhưng bị cô kéo nhiều như vậy, nên kiếm pháp cũng bị chậm lại một chút. Cho nên khi anh đâm kiếm vào tim của đối phương thì đối phương cũng dùng đao xuyên qua vai anh, nhưng không sâu lắm. Nếu thanh kiếm của Lê Vĩnh Thiên chậm thêm một chút thì đao pháp của đối thủ sẽ đâm vào ngực trái chứ không có bả vai trái. Mà là đâm thẳng vào tim. Vừa rồi bởi vì đối phương bị trúng kiếm trước cho nên mới khiến đối phương đâm tới. Sự khác biệt nhỏ nhất giữa sự sống và cái chết khiến Lê Vĩnh Thiên đã toát mồ hôi lạnh. Vừa quay đầu lại thì anh đã thấy ngay ba nhát đao đâm từ trên xuống dưới rồi rơi xuống đất. Ở đó đang có Chu Nhược Mai, anh liền quay lại tới cứu cô. Đinh dong vài âm thanh giòn giã từ thanh kiếm của Lê Vĩnh Thiên phá vỡ đao pháp của đối thủ. Nó phát ra âm thanh kinh người cứu Chu Nhược Mai một cách rất ly kỳ. Người của thần đao giáo tiếp tục xông lên, khi thế càng hung ác và nguy hiểm vạn phần. Vĩnh Thiên, anh chạy đi, đừng quan tâm đến em. Chu Nhược Mai hét lên khi cô ngã xuống đất. Cô biết rằng mình đã trở thành gánh nặng cho Lê Vĩnh Thiên. Vì vậy, cô ấy không muốn liên lụy Lê Vĩnh Thiên nữa. Nếu Lê Vĩnh Thiên mang theo cô đi chiến đấu, cả hai người có thể sẽ chết với nhau dưới đao pháp của đối phương. Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ mình mà không quan tâm, muốn đi cùng nhau gì. Sau khi Lê Vĩnh Thiên nói xong, anh ấy ôm Chu Nhược Mết vào vòng tay của mình. Lúc này, các cao thủ của thần đao giáo lại sử dụng thiên la địa võng trấn để tấn công Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai từ trên xuống dưới. Trong tích tắc, vô số bóng đao đan thành một tấm lưới bao phủ mặt đất như thủy ngân. Chúng từ trên cao bay xuống đất. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai ngay lập tức choáng ngợp với một mạng lưới đao pháp. Lúc này,
Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đã quá trễ để trượt ra khỏi mạng lưới đao rồi như lần trước rồi. Tình hình đột nhiên trở nên cực kỳ nguy cấp. Chương 1069 lưới đao. Một tấm lưới đao dày đặc đan vào nhau ngay trên đỉnh đầu của Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên đã không thể rút lui, không có cách nào để né tránh nó. Lê Vĩnh Thiên chỉ có thể ôm Chu Nhược Mai và bay lên trời. Anh ấy muốn xuyên thủng lưới đao này. Tay phải anh ấy cầm thanh kiếm, tay trái ôm chặt eo của Chu Nhược Mai, nhảy vọt lên lưới đao trên đầu. Chu Nhược Mai sợ hãi, ôm chặt lấy cổ Lê Vĩnh Thiên. Bùm bùm bùm. Lê Vĩnh Thiên dùng thanh kiếm không ngừng chặn những lưỡi đao trên đầu của mình. Những thanh đao đó va vào thanh kiếm thần của Lê Vĩnh Thiên gãy ra thành từng mảnh. Lê Vĩnh Thiên từ một khe hở trên lưới đao lao ra, ôm chặt lấy Chu Nhược Mai trong tay, bay vút lên không trung. Chu Nhược Mai lần đầu tiên bị Lê Vĩnh Thiên ôm trong không khí, cô sợ hãi đến phát thét lên. Những người đao thần giáo không ngờ Lê Vĩnh Thiên lại có thể thoát ra khỏi lưới đao của họ, tất cả đều kinh ngạc. Đao trận thiên la địa võng của bọn họ lại bị phá vỡ bởi một lỗ hổng, đao khí lần lượt rơi xuống đất. Những vết nứt chằng chịt hiện ra trên mặt đất. Vào lúc này, những người của đao thần giáo đều đã rơi xuống đất. Còn Lê Vĩnh Thiên đã lao lên không trung với Chu Nhược Mai trong vòng tay. Lê Vĩnh Thiên từ trên cao nhìn xuống, lao thanh kiếm xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí mạnh mẽ rít lên, giống như một thanh đại kiếm khổng lồ chém ngang không trung. Bùm! Với một tiếng động lớn, thanh kiếm chém nát mặt đất tạo thành một cái hố vừa lớn vừa dài, tạo ra một làn khói bụi dày đặc trên bầu trời. Ahhh! Các đệ tử của đao thần giáo trên mặt đất đều bị thương bởi kiếm khí, nhao nhao kinh hãi, phát ra từng đợt âm thanh thảm thiết. Một số bị kiếm khí đánh trúng, trực tiếp bị chia thành hai mảnh. Lúc này Lê Vĩnh Thiên đều chưa xuất ra kiếm pháp Hiên Viên Cửu Kiếm, chỉ dựa vào tiểu lầu nghe mưa, một chút sức mạnh từ thần kiếm, mà có thể giết không ít người của đao thần giáo. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên ôm Chu Nhược Mai, bắt đầu bay xuống. Trong lúc Lê Vĩnh Thiên ôm Chu Nhược Mai bay xuống đất, những người của đao thần giáo không bị thương bởi kiếm khí, ngay lập tức bao vây Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Đối mặt với sự bao vây của rất nhiều cao thủ đao pháp, Lê Vĩnh Thiên chỉ có thể tiếp tục ôm Chu Nhược Mai trong vòng tay của mình ứng chiến. Lê Vĩnh Thiên ôm Chu Nhược Mai bay lên bay xuống, không ngừng xuất kiếm. Lúc đó Chu Nhược Mai bị Lê Vĩnh Thiên ôm chặt, trong đao quang kiếm ảnh bay qua lượn lại, có cảm giác cực kỳ an toàn, cảm giác như đang khiêu vũ vậy. Tuy nhiên, có đường kiếm nguy hiểm chỉ Lê Vĩnh Thiên biết được. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên vì ôm Chu Nhược Mai đánh nhau, động tác có phần chậm chạp, lại bị lọt vào vòng vây. Người của đao thần giáo nắm lấy cơ hội, nhao nhao dùng đao chém về phía Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Những con đao tràn đến từ mọi hướng. Chu Nhược Mai sợ tới mức mắt nhắm nghiền, chờ chết. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, một tràng súng đột nhiên vang lên. Bùm bùm! Ahhh! Những người của đao thần giáo đang lao về phía Lê Vĩnh Thiên đều bị trúng đạn, lăn ra đất. Những người không bị bắn đều chạy tán loạn vì khiếp sợ. Hộ soái, lại như tới cứu anh đây. Giọng một người phụ nữ từ xa vọng lại. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lại như cầm hai khẩu súng trong tay và Triệu Đình Vũ cầm một cây đao lớn chạy nhanh từ phía lùm cây. Lại như và Triệu Đình Vũ cuối cùng đã đến kịp. Vừa rồi lại như nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai bị một nhóm người mặc đồ đen dùng đao vây lại, trong tình thế nguy cấp, cô ấy quyết định dứt khoát, lập tức nổ súng về phía những người mặc đồ đen đó. Người của đao thần giáo vừa rồi chỉ muốn giết Lê Vĩnh Thiên, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người bắn vào bọn họ, họ mất cảnh giác vài tên trong số họ bị trúng đạn tử vong. Lúc này, những người còn sống của đao thần giáo đều đã phản ứng lại, thấy có người tới cứu Lê Vĩnh Thiên, họ lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục bao vây Lê Vĩnh Thiên, đồng thời một nhóm tấn công Triệu Đình Vũ và Lại Như. Pằng pằng pằng, Lại Như nhìn thấy một đám người mặc đồ đen lao về phía mình, lập tức nổ súng bắn về phía họ. Bùm bùm bùm, đám người đao thần giáo lúc này đã có chuẩn bị, vùng đao lia lịa trong tay để chặn đạn. Đạn của Lại Như đều bị chặn lại, lần này người của đao thần giáo không có bất kỳ ai trúng đạn cả. Lại Như thấy những người mặc đồ đen này có thể dùng dao chặn được tất cả các viên đạn của cô, ngây người vì kinh ngạc. Điều này hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của cô ấy. Viên đạn nhanh như vậy, mà bọn họ đơn giản có thể chặn nó lại. Người của đao thần giáo, đao pháp như thần, dùng đao chắn đạn, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là đồ chơi của trẻ con.
Nếu bọn họ không giỏi, Lê Vĩnh Thiên đã không bị mắc bẫy liên tục và suýt chết. Những người của Đao Thần Giáo vừa dùng đao chắn đạn vừa tiếp tục lao về phía Lại Như và Triệu Đình Vũ. Lại Như, đừng bắn nữa, để tôi xử lý bọn họ. Triệu Đình Vũ nói xong, mang theo cây đao lớn của Dương Văn Đoàn, xông về phía bọn người của Đao Thần Giáo. Anh ấy lo lắng mình đang chiến đấu với người của Đao Thần Giáo, nếu Lại Như tiếp tục nổ súng, anh ấy sẽ bị bắn nhầm mà bị thương. Lại Như thấy Triệu Đình Vũ đã lao tới nên không dám bắn nữa. Lúc trước khi Triệu Đình Vũ nằm viện, có nói với cô rằng, đao pháp của anh ấy rất đáng sợ, vung đao ra một phát chắc chắn sẽ lấy đi một mạng người. Bây giờ cô cũng muốn chứng kiến tận mắt đao pháp của Triệu Đình Vũ, xem anh ta có phải khoác lác hay không. Nói cũng muộn rồi, rất nhanh, Triệu Đình Vũ lúc này nhanh chóng lao tới trước mặt người của Đao Thần Giáo rồi. Sau đó, Triệu Đình Vũ gầm lên, lao vào đám đông, sử dụng ma đao môn của tuyệt thế đao pháp. Những tia chớp lóe lên từ lưỡi đao vụt ra. Trong tích tắc, máu bắn tung tóe và đầu người lăn lóc. Những tia máu phun lên không trung. Máu phun ra từ những chiếc cổ bị đứt của người Đao Thần Giáo. Đầu trên cổ của họ đã lăn lóc dưới đất. Nhưng thân thể của bọn họ vẫn đứng yên chưa ngã xuống, thế nên máu từ trên cổ bị đứt cứ liên tục phun ra, tạo thành những dòng máu phun thẳng lên trời. Chương 1070 ngạc nhiên. Lại Như nhìn thấy đao pháp của Triệu Đình Vũ lợi hại như vậy, đều ngây người ngạc nhiên. Cô ấy cũng không nhìn rõ Triệu Đình Vũ xuất đao như thế nào, cô chỉ nhìn thấy đầu người lăn cuồn cuộn, tia máu văng tung tóe. Lúc trước, Triệu Đình Vũ từng nói với cô, đao pháp của anh ấy rất đáng sợ, vung đao ra nhất định nhìn thấy máu. Bình thường không dám dùng đao, sợ không khống chế được sẽ giết người. Lúc ấy, cô còn không tin, cứ ngỡ Triệu Đình Vũ đang ba hoa, khoác lác. Bây giờ nhìn thấy Triệu Đình Vũ vừa xuất đao, thì đầu người lăn cuồn cuộn, bất khả chiến bại, cuối cùng cô cũng tin rồi. Đao pháp ma đao môn quả nhiên danh bất hư truyền. Lại Như đều bị tuyệt thế đao pháp của Triệu Đình Vũ mê hoặc. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng chưa từng nhìn thấy Triệu Đình Vũ sử dụng đao, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Triệu Đình Vũ sử dụng đao pháp ma đao môn. Hai người đều không ngờ rằng Triệu Đình Vũ lại tiến bộ tới mức xuất thần nhập hóa này. Lê Vĩnh Thiên cũng hiểu đao pháp của anh ta là đao pháp nhà họ Dương mà cha nuôi Dương Văn Đoàn truyền lại. Giờ phút này, nhìn thấy đao pháp của Triệu Đình Vũ, anh mới biết được một ngọn núi cao còn có ngọn núi khác cao hơn, đao pháp ma đao môn lợi hại hơn đao pháp nhà họ Dương rất nhiều. Tuy rằng đao pháp của Đao Thần Giáo cũng vô cùng lợi hại, nhưng những người này chỉ là đệ tử Đao Thần Giáo, vẫn chưa hoàn toàn luyện thành đao pháp của Đao Thần Giáo, mà Triệu Đình Vũ lại là thiếu chủ của ma đao môn. Thâm sâu đến là chân truyền của đao pháp ma đao môn. Cho nên, bọn họ đụng độ với ma đao môn thiếu chủ Triệu Đình Vũ, chỉ như thầy nhỏ gặp thầy lớn. Lúc này, đám người Đao Thần Giáo xông về phía Lê Vĩnh Thiên đã lao tới gần, Lê Vĩnh Thiên đành phải ôm Chu Nhược Mai, giao chiến với người của Đao Thần Giáo. Bởi vì Triệu Đình Vũ bên kia đã thu hút một nửa người của Đao Thần Giáo, cho nên Lê Vĩnh Thiên bên này áp lực đương nhiên ít hơn rất nhiều. Anh ấy ôm Chu Nhược Mai ứng chiến, cũng có thể dễ dàng hơn. Lại Như lúc này cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng đột nhiên giương súng, nhắm về phía những người Đao Thần Giáo cách Lê Vĩnh Thiên xa hơn một chút mà bắn. Những người của Đao Thần Giáo đang giao chiến với Lê Vĩnh Thiên, Lại Như đột nhiên nổ súng vào bọn họ đều không kịp đề phòng, không kịp dùng đao ngăn đạn, đều bị bắn chết. Nhìn thấy Lại Như thỉnh thoảng đột nhiên lấy súng bắn, người của Đao Thần Giáo đều điên lên phẫn nộ, chỉ muốn giết chết cô ấy trước. Vì thế, một đám người Đao Thần Giáo xông tới chỗ Lại Như. Lại Như thấy nhiều người lao về phía mình như vậy, nhất thời kinh hãi, không ngừng nổ súng vào bọn họ. Tuy nhiên, những người của Đao Thần Giáo này đã chuẩn bị trước khi lao đến, tất cả đều sử dụng đao để chặn viên đạn. Triệu Đình Vũ nhìn thấy Lại Như bên đó gặp nguy hiểm, lập tức giết hết đám người vây quanh, chạy đến trước mặt Lại Như, chặn những người của Đao Thần Giáo đang xông tới, bảo vệ Lại Như. Triệu Đình Vũ một đao ở trong tay, một mình anh ấy đủ để giải quyết đám này, cho dù có hàng ngàn hàng vạn người cũng không làm gì được, những người của Đao Thần Giáo xông tới, đều chưa thể làm tổn thương nổi một cọng tóc của Lại Như, đã bị Triệu Đình Vũ giết chết. Tại thời điểm này, trong biệt thự, Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương, Triệu Ngọc Vũ đều bị tiếng súng sau núi đánh thức. Ba người vội vàng thức dậy, chạy ra khỏi phòng, gặp nhau trong phòng khách. Làm sao phía sau núi lại có tiếng súng vậy? Nguyễn Tú Hằng hoảng hốt hỏi. Sau núi chắc là có người đang đánh nhau.
Triệu Ngọc Vũ chẳng những nghe được tiếng súng, còn nghe được những thanh âm đao kiếm chạm vào nhau. Vĩnh Thiên với Nhược Mai đâu, sao không thấy bọn nhỏ ra đây? Lê Tuyết Tương hỏi. Chúng ta đến phòng của nó coi sao? Nguyễn Tú Hằng nói xong, liền dẫn đầu chạy về phía phòng Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Lê Tuyết Tương và Triệu Ngọc Vũ theo sát phía sau, cũng chạy về phía phòng Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Mở cửa ra nhìn, chỉ thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người, Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai đều không ở trong phòng. Không hay rồi, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nhất định là đi đến sau núi, gặp phải nguy hiểm. Nguyễn Tú Hằng nói, chúng ta hãy nhanh đi đến phía sau núi xem sao. Lê Tuyết Tương lo lắng đến an nguy của con trai và con dâu, muốn đi qua sau núi xem tình hình. Được, vậy thì đi nhanh thôi, Nguyễn Tú Hằng nói. Chờ một chút, đi gọi anh trai cháu và chị lại như dậy đã, bảo bọn họ cùng đi giúp hộ soái và chị Nhược Mai. Triệu Ngọc Vũ nói. Biết được Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai gặp nguy hiểm, Triệu Ngọc Vũ đương nhiên cũng rất lo lắng, muốn cùng Triệu Đình Vũ và Lại Như đi hỗ trợ. Bởi vì cô biết thực lực của anh trai mình và Lại Như, có hai người bọn họ giúp đỡ, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Lê Tuyết Tương và Nguyễn Tú Hằng cũng biết thực lực của Triệu Đình Vũ và Lại Như, cũng cảm thấy gọi hai người bọn họ đi cùng sẽ tốt hơn, vì thế liền cùng Triệu Ngọc Vũ chạy về phía phòng Triệu Đình Vũ. Thế nhưng, khi các cô mở cửa phòng Triệu Đình Vũ, phát hiện Triệu Đình Vũ cũng không ở trong phòng. Sau đó, họ lại đi mở cửa phòng của Lại Như, phát hiện ra rằng Lại Như cũng không ở trong phòng. Anh trai cháu và Lại Như đều không có trong phòng, bọn họ hẳn là đã đi đến sau núi rồi, chúng ta mau đi thôi. Triệu Ngọc Vũ nói. Được. Vì vậy, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ liền cùng nhau chạy về phía sau núi. Khi bọn họ chạy đến sau núi, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên ôm Chu Nhược Mai đang dùng tiểu lâu nghe Vũ Thần Kiếm cùng một đám mặc đồ đen đánh nhau. Triệu Đình Vũ cũng đang kéo Lại Như, dùng thanh đao lớn Lê Vĩnh Thiên tặng cho anh ấy tối nay, cùng một đám người mặc đồ đen khác đánh nhau. Lúc này, người của Đao Thần Giáo đã chết và bị thương hơn phân nửa, những cánh tay, cái chân bị chặt đứt, đầu người trải đầy trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ đều sợ hãi. Lê Vĩnh Thiên, Triệu Đình Vũ nhìn thấy Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ những người không biết võ công cũng tới, đều không khỏi lo lắng. Nhớ đâu những người của Đao Thần Giáo này chạy tới giết bọn họ, vậy chuyện lớn không tốt chút nào. Và ngay sau đó, một âm thanh đột nhiên vang ra trong rừng cây, tất cả dừng lại cho tôi. Lê Vĩnh Thiên, kiếm pháp của cậu cũng chỉ có vậy thôi, ngày chết của cậu đã đến rồi. Âm thanh này hư vô, phiêu diêu làm cho người ta khó nắm bắt được phương hướng, phảng phất như âm thanh đến từ địa ngục. Đám người Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Triệu Đình Vũ, Lại Như, nghe được thanh âm này, tất cả đều kinh hãi, không biết là yêu nghiệt phương nào. Còn người của Đao Thần Giáo nghe được thanh âm này đều biết, là thanh âm của giáo chủ cầu hạn của bọn họ. Giáo chủ của họ, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi người, đều ngừng đánh nhau, chờ đợi người vừa nói chuyện hiện ra. Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm trong tay một thanh đại đao đen nháy, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây. Chương 1071 thù giết cha. Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy con thanh đao màu đen trên tay của người đàn ông mặc áo choàng đen. Bởi vì thanh đao này chính là vật trấn giữ ma đao môn đao Hắc Long Diệt Nguyệt. Mà người mặc áo đen cầm Hắc Long Diệt Nguyệt chính là giáo chủ của ma thần giáo Cầu Hạn. Hai anh em Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc đều biết Cầu Hạn. Cầu Hạn là người dẫn đầu đội Điện Thiên Cang đến bao vây ma đao môn ngày hôm đó. Chính Cầu Hạn đã dẫn người của Điện Thiên Cang đến tắm máu ma đao môn, hơn nữa bố của Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc bỏ mạng dưới đao của Cầu Hạn. Cầu Hạn là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Vừa rồi Cầu Hạn trốn trong bóng tối, trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị giết bởi Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ, chỉ để xem kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên như thế nào. Nhìn thấy kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên đấu với đệ tử của mình thì có hơi quá sức, cực kỳ nguy hiểm. Cầu Hạn chỉ biết rằng Lê Vĩnh Thiên không phải là đối thủ của mình. Nếu Triệu Đình Vũ không đến kịp, có lẽ Lê Vĩnh Thiên đã bị bỏ mạng dưới đao của đệ tử của mình. Cầu Hạn đã quan sát kỹ kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên. Thấy đệ tử của mình bị giết và bị thương hơn một nửa, anh ta cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu anh ta còn không xuất hiện, có lẽ đệ tử của anh ta sẽ không còn một ai. Nhưng mà, Lê Vĩnh Thiên vừa mới đấu với người Đao Thần Giáo, nhưng anh chưa hề sử dụng Hiên Viên Cửu kiếm pháp. Các người là yêu nghiệt nơi nào?
Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Cẩu Hạn cầm thanh đao đen tuyền, đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây, anh biết rằng người này không đơn giản. Cao thủ, thường là đến cuối mới xuất hiện. Không đợi Cẩu Hạn trả lời, Triệu Đình Vũ đã giành nói trước, hộ soái, anh ta là Cẩu Hạn, giáo chủ của đao thần giáo. Anh ta cũng đã gia nhập Điện Thiên Cang, mà đao thôn bị diệt là do anh ta chỉ huy người Điện Thiên Cang tấn công. Đám người Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Lại Nhi đều lắp bắp kinh hãi khi nghe Triệu Đình Vũ nói vậy, họ không ngờ rằng đó người của Điện Thiên Cang đến. Sau đó, Triệu Đình Vũ lại nói, những người tới giết chúng ta đêm hôm nay đều là đao thần giáo. Hóa ra những người này thực sự là người của đao thần giáo, Lê Vĩnh Thiên bây giờ cuối cùng đã hiểu tại sao những người này lại lợi hại như vậy. Có thể gọi là được gọi đao thần giáo, đương nhiên dùng đao phải cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, thanh đao trong tay Cẩu Hạn là ma đao trấn ma đao thôn chúng ta Hắc Long Diệt Nguyệt. Triệu Đình Vũ nói. Khi Lê Vĩnh Thiên nghe thấy vậy, anh lại thầm ngạc nhiên. Hóa ra thanh đao màu đen đó chính là Hắc Long Diệt Nguyệt huyền thoại. Thảo nào thanh đao toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Lê Vĩnh Thiên cẩn thận nhìn thanh đao Diệt Nguyệt trong tay Cẩu Hạn. Chỉ nhìn thấy trên thân đao được khắc hình một con rồng đen dữ tợn rất sống động. Lúc này, Cẩu Hạn nói, Triệu Đình Vũ, tao thực sự không nghĩ rằng mày sẽ ở cùng với Lê Vĩnh Thiên. Cũng tốt, đêm nay để tao có thể giết mày và Lê Vĩnh Thiên cùng một lúc. Cẩu Hạn, mày phá hủy ma đao môn của tao, giết chết bố mẹ tao, tao với mày không đội trời chung. Đêm nay, tao sẽ giết mày, trả thù cho ma đao môn và bố mẹ của tao. Triệu Đình Vũ, người mang trên lưng hận thù của gia đình. Giờ phút này, anh ta gặp Cẩu Hạn kẻ thù của mình, hai mắt đỏ âu trần ngập tức giận. Ha ha, mày có thể giết tao chỉ dựa vào công phu mèo cào và thanh đao gãy kia. Cẩu Hạn cười điên cuồng, hoàn toàn không để Triệu Đình Vũ vào mắt. Triệu Đình Vũ cũng biết mình không phải là đối thủ của Cẩu Hạn, thanh đao trong tay không thể so lại Hắc Long Diệt Nguyệt. Nhưng kẻ thù không đội trời chung đứng trước mặt mình, cho dù đánh không lại nhưng anh ta vẫn muốn liều mạng. Đao pháp của ma đao môn của lợi hại hơn so với đao thần giáo. Cho dù mày có được Hắc Long Diệt Nguyệt, tao vẫn có thể dùng đao pháp vô song của tao để giết mày. Triệu Đình Vũ nói. Cười chết tao, ma đạo môn của mày làm sao có thể so với đao thần giáo của tao. Bố của mày, môn chủ của ma đạo môn, đã bị tao đánh bại rồi bị tao giết chết. Có thể thấy, thần đao giáo của tao lợi hại hơn so với ma đạo môn. Còn mày, miệng còn hôi sữa. Còn chưa học hết kiếm pháp của ma đao môn, sao có thể giết tao? Cẩu Hạn khinh thường nói. Sở dĩ bố tao bại trong tay mày là bởi vì mày ỷ đông hiếp yếu. Nếu một mình mày chiến đấu, nhất định không phải là đối thủ của bố tao. Triệu Đình Vũ nói. Cẩu Hạn lập tức đỏ mặt, anh ta cũng biết ngày đó anh ta có thể đánh bại môn chủ của ma đao môn chính là bởi vì bên anh ta đông người, còn bên ma đao môn ít người không đánh lại số đông nên mới bị đánh bại. Đừng nói nhảm nữa. Tao hỏi mày, đao phổ của Càn Khôn Thất Đao đang ở đâu? Nếu mày ngoan ngoãn giao ra Càn Khôn Thất Đao, tao có thể tha chết cho em gái mày. Kể từ khi Cẩu Hạn gặp được Triệu Đình Vũ, anh ta đã muốn đi theo để đao phổ của Càn Khôn Thất Đao. Muốn lấy được đao phổ của Càn Khôn Thất Đao, mày mơ đi. Tao có chết cũng không giao cho mày, Triệu Đình Vũ nói. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, mày không sợ chết, chẳng lẽ mày không sợ tao giết chết em gái mày? Cẩu Hạn nói. Anh, em không sợ chết, anh nhất định không được để đao phổ Càn Khôn Thất Đao rơi vào tay người khác. Triệu Vũ Ngọc lên tiếng nói. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên thờ ơ nói, đừng nói nữa, cứ để Tiểu Thính Vũ Lâu phân cao thấp với Hắc Long Diệt Nguyệt đi. Để xem kiếm của tôi hay kiếm của anh lợi hại. Chương 1072 Thần Kiếm. Cẩu Hạn thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, liền nhìn chòng chọc vào người anh. Ông ta thấy thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm trong tay Lê Vĩnh Thiên sáng loáng. Dưới ánh trăng càng sáng chói, vừa nhìn đã thấy ghê người. Được, lão phu sớm đã nghe nói đến kiếm ma Hiên Viên Phách có một thanh tuyệt thế thần kiếm tên là Tiểu Thính Vũ Lâu truyền lại cho hậu thế, không ngờ thanh kiếm này lại đang nằm trong tay anh, làm sao mà anh có được thanh thần kiếm này? Cẩu Hạn hỏi. Thanh kiếm này của tôi là nhặt được ở dưới chân núi Hổ Sơn. Lê Vĩnh Thiên cũng không ngại ngần gì nói cho Cẩu Hạn biết. Bởi vì các báu vật ở chân núi Hổ Sơn bây giờ đều đã bị lấy đi rồi. Cho dù Cẩu Hạn có quay lại dưới chân núi Hổ Sơn, cũng không thể tìm được cái gì nữa. Thật là không thể ngờ được, thanh thần kiếm của kiếm ma Hiên Viên Phách lại được cất giấu ở dưới chân núi Hổ Sơn. Cẩu Hạn cảm thán nói. Trăm ngàn năm qua, có biết bao nhiêu người trong giới võ lâm đều chịu khổ cực truy tìm thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm này,
nhưng đều không tìm được. Vậy mà giờ đây, thanh thần kiếm tuyệt thế của Hiên Viên Phách được chôn giấu ngàn năm qua, lại bị người không phải trong giới võ lâm là Lê Vĩnh Thiên dễ dàng lấy được. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên hỏi, tôi với các người không thù không oán, vì sao ông lại tới đây giết tôi? Tuy rằng anh với tôi không thù không oán, nhưng tôi là người của Điện Thiên Cang, tôi vâng mệnh chủ nhân, tới nơi này giết chết anh. Cầu Hạn nói, chủ nhân của Điện Thiên Cang là ai? Lê Vĩnh Thiên lại hỏi. Không thể nói ra, Cầu Hạn cũng không dễ dàng nói ra kẻ chủ mưu cho Lê Vĩnh Thiên biết. Tuy rằng ông ta tin chắc rằng mình hoàn toàn giết chết được Lê Vĩnh Thiên, nhưng ông ta vẫn lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên có trong tay thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm, lỡ như Tiểu Thính Vũ Lâu so với Hắc Long Thôn Nguyệt Đao lợi hại hơn, giúp cho Lê Vĩnh Thiên tránh được một kiếp nạn, không phải ông ta đã tự mình làm lộ bí mật hay sao? Nếu ông đã không chịu nói ra, vậy thì ra chiêu đi. Lê Vĩnh Thiên cũng không bắt ép Cầu Hạn phải nói kẻ chủ mưu. Dù sao chính anh đã bảo Trương Minh Nguyệt đi điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra manh mối. Được, thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao trong tay tôi, chính là tuyệt thế ma đao, đêm nay vừa đúng lúc anh sở hữu tuyệt thế thần kiếm, nhất định phải tranh tài cao thấp. Cầu Hạn cũng không nhiều lời. Ông ta nhìn thấy thanh thần kiếm trong tay Lê Vĩnh Thiên ánh sáng lưu chuyển, chân chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm, trong lòng nghĩ nên nhanh chóng giết chết Lê Vĩnh Thiên, sau đó đem thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm này làm vật sở hữu của riêng mình. Nếu như chính bản thân ông ta cùng lúc sở hữu cả tuyệt thế ma đao Hắc Long Thôn Nguyệt Đao và tuyệt thế thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu, cái này tương đương với thiên hạ vô địch. Lê Vĩnh Thiên biết rằng trận quyết đấu giữa Tiểu Thính Vũ Lâu và Hắc Long Thôn Nguyệt Đao sẽ bắt đầu ngay, liền nói với Chu Nhược Mai nói, Nhược Mai, cô đi trước đi, đến chỗ mẹ tôi. Được, anh phải cẩn thận đó. Chu Nhược Mai cũng biết trận đại chiến này là không thể tránh được, cô không muốn gây ảnh hưởng cho Lê Vĩnh Thiên. Nên sau khi nói xong liền chạy về phía Lê Tuyết Tương. Sau đó, Lê Vĩnh Thiên lại nói với Triệu Đình Vũ, anh phụ trách bảo vệ người của chúng ta, không để cho người của Đao Thần Giáo chạm tới bọn họ. Vâng thưa hộ soái, tôi sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao này tà khí quá nặng, anh phải cẩn thận khi chiến đấu. Triệu Đình Vũ cũng dặn dò vài câu. Anh ta rất muốn trợ giúp Lê Vĩnh Thiên một tay, nhưng anh ta cũng biết thanh đao trong tay mình. Căn bản không thể chống lại được thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, cho nên chỉ có thể để cho Lê Vĩnh Thiên dùng thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm so tài với thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của Cầu Hạn. Tốt nhất tự anh ta đảm nhiệm việc bảo vệ người nhà, bạn bè của Lê Vĩnh Thiên, không để Lê Vĩnh Thiên phải phân tâm, cũng coi như là trợ giúp to lớn cho Lê Vĩnh Thiên rồi. Vì thế, Triệu Đình Vũ liền chạy ngay về phía mấy người Lê Tuyết Tương, Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng, Triệu Vũ Ngọc. Lại Nhi cũng đi về phía mấy người này. Sẵn sàng làm tốt công việc bảo vệ người nhà của Lê Vĩnh Thiên. Đám đệ tử của Đao Thần Giáo vừa rồi thấy tuyệt thế đao pháp của Triệu Đình Vũ, rất nhiều anh em đồng môn đều chết thảm dưới đao của Triệu Đình Vũ, cho nên bây giờ bọn họ đều sợ hãi Triệu Đình Vũ, không dám hành động liều lĩnh. Mà Cầu Hạn không có ra lệnh cho bọn họ tấn công người nhà của Lê Vĩnh Thiên, cho dù có chết bọn họ cũng không chịu tiến lên. Cầu Hạn vô cùng tin tưởng bản thân có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên. Cho nên ông ta cũng không thèm kêu đám đệ tử tấn công người nhà của Lê Vĩnh Thiên làm gì. Đợi sau khi giết chết Lê Vĩnh Thiên, sau đó diệt khẩu người nhà của anh cũng không muộn. Lúc này Cầu Hạn dùng toàn bộ nội lực truyền vào thanh đao, sau đó đột ngột chém một đao vào Lê Vĩnh Thiên. Trong phút chốc, một luồng đao khí bay ra từ Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, giống như một con rắn lớn màu đen, há to cái miệng toàn máu me, điên cuồng lao vào Lê Vĩnh Thiên. Sau một hồi, trận quyết đấu giữa ma đao và thần kiếm, rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Mấy người Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng vừa nhìn thấy Cầu Hạn ra chiêu, khí thế dồi dào, đao khí hóa thành rắn lớn, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Tim của bọn họ dường như nhảy lên tận cổ họng, ai ai cũng lo lắng Lê Vĩnh Thiên có thể sẽ không tránh được đao này, sẽ chết dưới đao khí của Cầu Hạn. Ngay cả Triệu Đình Vũ cũng không kìm được mà toát mồ hôi hột thay cho Lê Vĩnh Thiên. Anh ta biết. Hiện tại đao pháp mà Cầu Hạn đang sử dụng, là tuyệt thế đao pháp của Đao Thần Giáo. Bởi vì Cầu Hạn không có đao phổ bảy chiêu thức càn khôn, nên ông ta không thể luyện thành càn khôn thất đao, vì vậy ông ta dùng đao pháp của Đao Thần Giáo để khống chế Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, chỉ có thể khiến cho thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao này chém ra kiếm khí hình con rắn lớn. Nếu như ông ta sử dụng đao pháp của càn khôn thất đao, Hắc Long Thôn Nguyệt Đao có thể chém ra đao khí hình con rồng màu đen. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ Lê Vĩnh Thiên không thể ngăn cản được chiêu thức của Cầu Hạn thì đột nhiên anh cũng xuất ra một chiêu.
Lê Vĩnh Thiên vừa ra chiêu thứ nhất của Hiên Viên Cửu Kiếm, Nhất Kiếm Xuyên Tâm. Trong phút chốc, luồng ánh sáng chói mắt từ mũi kiếm của Thanh Tiểu Thính Vũ Lâu mạnh bạo bay ra, một luồng kiếm khí giống như sao băng chạm vào con rắn lớn xuất phát từ Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Chương 1073 kinh hãi. Cầu Hạn nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên đột nhiên chém ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ như vậy thì vô cùng sợ hãi. Vừa rồi ông ta âm thầm quan sát kiếm chiêu của Lê Vĩnh Thiên, không hề nghĩ đến anh lại ra chiêu thức này. Mấy tên đệ tử của Đao Thần Giáo đang đứng một bên xem cuộc chiến, nhìn thấy kiếm khí sắc bén của Lê Vĩnh Thiên, cũng vô cùng kinh hãi. Kiếm khí như sao băng va chạm vào đao khí hình con rắn lớn màu đen đang há mồm, xuyên qua miệng của con rắn lớn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, quan sát trận quyết đầu giữa thần kiếm và ma đao. Mấy người Chu Nhược Mai, Lệ Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng, Lại Nhi, chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, thật là một trận quyết đấu ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Trận quyết đấu này, giống như đang xem phim điện ảnh võ hiệp. Bọn họ đều hiểu rõ tính mạng của mình đều nằm cả trên người của Lê Vĩnh Thiên. Nếu Lê Vĩnh Thiên thắng, bọn họ chắc chắn sẽ sống. Còn nếu Lê Vĩnh Thiên thua, bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị giết theo. Đương nhiên, đám đệ tử của Đao Thần Giáo trong phút giây này ai ai cũng vô cùng lo lắng, bởi vì bọn họ cũng biết tính mạng của bọn họ tất cả đều đặt trên người giáo chủ Cầu Hạn. Nếu giáo chủ thắng, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ sống. Còn nếu giáo chủ thua, bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị Lê Vĩnh Thiên giết chết. Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh. Lúc này kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên đã chui lọt vào trong cơ thể con rắn lớn. Bùm! Một tiếng nổ long trời vang lên, con rắn lớn màu đen bị nổ tan tành thành những mảnh nhỏ, hóa thành hư ảo. Lá cây ở xung quanh cũng bị tác động rơi lả tả xuống phía dưới. Mà lúc này kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên sau khi phá nát đao khí của Cầu Hạn, vẫn nguyên vẹn như cũ, tiến về phía trước. Khi lá cây đã rụng hết, mọi người nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn cầm Thanh Tiểu Thính Vũ Lâu thần kiếm trong tay, sừng sững đứng tại chỗ cũ. Một tên đệ tử của Đao Thần Giáo đứng phía sau Cầu Hạn quan sát trận quyết đấu, bởi vì tránh không kịp, bị kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên xuyên thủng ngực, máu tươi từ ngực phun ra ảo ạt. Mà bóng dáng của Cầu Hạn không thấy đâu cả. Lúc này Lê Vĩnh Thiên vô cùng kinh hãi, anh vốn nghĩ một chiêu Nhất Kiếm Xuyên Tâm kia, hoàn toàn có thể ám sát Cầu Hạn, không nghĩ tới ông ta vậy mà lại có thể tránh được kiếp nạn. Cầu Hạn đường đường là giáo chủ Đao Thần Giáo, thực lực không phải nhỏ. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị Lê Vĩnh Thiên một chiêu giết chết như vậy. Vừa rồi Cầu Hạn nhìn thấy kiếm khí sắc bén của Lê Vĩnh Thiên thì biết ngay tình huống không ổn, ông ta lập tức né sang một bên. Cầu Hạn mới vừa chạy đi, kiếm khí như sao băng của Lê Vĩnh Thiên đã phá vỡ đao khí hình con rắn lớn của ông ta từ giữa thân con rắn, kiếm khí sượt qua bên người Cầu Hạn. Đúng lúc ấy có một tên đệ tử đứng ngay phía sau Cầu Hạn, không may trúng chiêu mà bỏ mạng. Mấy tên đệ tử của Đao Thần Giáo có mặt ở đây tận mắt nhìn thấy một người anh em đồng môn bị kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên xuyên thủng ngực, ai ai hoảng sợ đến mức mặt biến sắc, trong lòng mừng thầm may mà họ không đứng ở phía sau giáo chủ. Nếu không nhanh nhạy thì người chết kia chắc chắn chính là họ. Trước tình huống nguy hiểm vừa rồi, giáo chủ Đao Thần Giáo như Cầu Hạn bị dọa sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như ông ta phản ứng chậm một chút, né chậm chỉ nửa nhịp thôi. Chắc chắn kẻ bị kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên xuyên thủng ngực chính là ông ta, tình trạng của ông ta sẽ giống y chang tên đệ tử kia. Lúc này Cầu Hạn biết ông ta đã quá xem thường thực lực của Lê Vĩnh Thiên, lợi dụng lúc lá cây rơi lả tả, vội trốn ngay sau một gốc cây lớn. Ông ta cũng nghĩ lúc này nên đánh lén Lê Vĩnh Thiên. Vì chỉ có như vậy, ông ta mới có thể nắm chắc cơ hội giết chết Lê Vĩnh Thiên. Nhưng mà, Lê Vĩnh Thiên không thấy thi thể của Cầu Hạn, thì biết rằng ông ta chưa chết, mà đã trốn đi. Vì vậy anh biết rất có thể Cầu Hạn sẽ tìm cơ hội đánh lén, anh không thèm đi tìm chỗ Cầu Hạn đang ẩn nấp, mà cứ bay thẳng đến rừng cây phía trước mặt chém ngang một kiếm. Trong phút chốc, một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ được phát ra, giống như một luồng ánh sáng trắng chói lòa quét ngang qua khu rừng. Kiếm khí đi đến đâu, cây cối ở đó đều bị chém gãy ngang. Cầu Hạn đang nấp ở sau gốc cây, cảm giác được kiếm khí đang xông tới, ông ta sợ tới mức nhảy dựng lên. Khi Cầu Hạn vừa nhảy lên, kiếm khí đã quét ngang lòng bàn chân của ông ta. Thật là vô cùng nguy hiểm ông ta mới có thể tránh được một chiêu này. Cầu Hạn dù sao cũng là giáo chủ của Đao Thần Giáo, hơn nữa còn là một trong những tuyệt thế cao thủ của Điện Thiên Cang. Sau khi ông ta nhảy lên cao, lập tức lại sử dụng tuyệt thế đao pháp của Đao Thần Giáo, liên tiếp chém ra hai đao, chém về phía Lê Vĩnh Thiên.
Trong phút chốc, hai luồng đao khí màu đen bay ra từ Hắc Long Thôn Nguyệt đao sáng lòe, giống như hai con rắn lớn từ trên không trung lao xuống, phi thẳng vào người Lê Vĩnh Thiên. Lúc này Cầu Hạn chém ra một luồng đao khí hình con rắn lớn, nhưng giờ đây là hai luồng đao khí hình con rắn lớn. Hai luồng đao khí hình con rắn lớn không ngừng luân phiên đuổi theo nhau, gào thét giữa không trung. Đám người Triệu Đình Vũ, Chu Nhược Mai đều lo lắng cho Lê Vĩnh Thiên. Vừa rồi Lê Vĩnh Thiên đối mặt một luồng đao khí hình con rắn lớn còn có thể chống đỡ được dễ dàng, lần này đối mặt hai luồng đao khí hình con rắn lớn, liệu anh có thể hóa giải hay không? Mọi người đều lo lắng cho Lê Vĩnh Thiên. Tất nhiên, đám người của Đao Thần Giáo thì ngược lại. Bọn họ đều hy vọng Cầu Hạn có thể giết Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy hai luồng đao khí hình con rắn lớn theo không trung bay vút lên rồi lao xuống, anh lập tức dùng chiêu thứ hai trong Hiên Viên Cửu Kiếm Nhân Kiếm Hợp Nhất. Chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất này là Hiên Viên Phách căn cứ vào sự phối hợp của con mã và con pháo trong cờ vua nghĩ ra kiếm pháp. Mà chiêu thức này yêu cầu một kiếm phải cùng lúc tách làm hai, vừa phải biến thành con mã, vừa phải biến thành con pháo. Kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên cũng chia làm hai luồng, tách ra chiến đấu với hai luồng đao pháp hình con rắn lớn của Cầu Hạn. Chương 1074 Trường Đao. Hai đường đao khí của Cầu Hạn biến ảo khó lường, hai đường kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên cũng chẳng kém cạnh gì. Hai đường đao khí và hai đường kiếm khí lao vào nhau trên không trung, so đấu. Sau một hồi thi đấu, cuối cùng hai đường đao khí và kiếm khí đều nổ tung ở trên không trung. Làn sóng xung kích mạnh mẽ, làm cho mọi người xung quanh đều rung chuyển, tất cả mọi người bị đẩy lui về phía sau. Chu Nhược Mai, Lại Như, Nguyễn Tú Hằng, Triệu Ngọc Vũ và những người phụ nữ khác, bị làn sóng xung kích này rung chuyển đến nỗi đầu tóc đều bù xù hết cả. Cầu Hạn nhìn thấy kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên xuất thần nhập hóa như vậy, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đi ê ấp này với những gì ông ta quan sát được tình huống trước đó hoàn toàn không giống nhau. Kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Ông ta vốn tưởng rằng Lê Vĩnh Thiên chỉ dựa vào uy lực của Tiểu Lâu Thính Vũ, thần kiếm, chỉ biết thao tác đơn giản như đâm thẳng, quét ngang. Không ngờ rằng Lê Vĩnh Thiên lại giấu sâu kiếm pháp của anh ấy đến vậy, cho đến bây giờ, ông ta mới biết được kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên cao thâm khó lường. Một chiêu vừa rồi ông ta sử dụng, đã là tuyệt đỉnh đao pháp của Đao Thần Giáo, cũng không thể đánh bại Lê Vĩnh Thiên, chỉ miễn cưỡng đánh bình thường. Lê Vĩnh Thiên thấy mình xuất ra chiêu người kiếm hợp nhất, đều không thể đánh bại Cầu Hạn, cũng âm thầm kinh ngạc trong lòng. Trước đây Ano được mệnh danh là kiếm thuật thiên hạ vô song, đều chết dưới chiêu người kiếm hợp nhất này của anh ấy, không ngờ rằng tên giáo chủ Đao Thần Giáo này, so với kiếm pháp của Ano càng lợi hại hơn. Nhanh chóng giết người nhà của Lê Vĩnh Thiên, Cầu Hạn thấy tình hình không ổn, lập tức hạ lệnh cho đệ tử của mình. Ông ta muốn đệ tử của mình đi giết người nhà Lê Vĩnh Thiên, để Lê Vĩnh Thiên phân tâm, ông ta mới có cơ hội đánh bại Lê Vĩnh Thiên. Những đệ tử Đao Thần Giáo kia, nghe được mệnh lệnh của giáo chủ, lập tức chen chúc xông lên, đao vung trong tay, lao về phía đám người Chu Nhược Mai. Tuy rằng bọn họ biết người nhà Lê Vĩnh Thiên có Triệu Đình Vũ bảo vệ, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ, bọn họ không dám không theo. Hơn nữa, bọn họ không tin, một mình Triệu Đình Vũ, có thể bảo vệ được nhiều người như vậy. Em gái, mau đưa Nhược Mai bọn họ lui về phía sau, anh sẽ chặn bọn chúng lại. Triệu Đình Vũ nói xong, lập tức phung đao lên nghênh chiến người của Đạo Thần Giáo. Triệu Ngọc Đình cũng biết những người này của mình ở lại đây chỉ thêm vướng tay vướng chân, lập tức đưa Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương bọn họ lui về phía sau. Còn lại Như Thân là người của tổ đặc công xe đầu, cũng có trách nhiệm bảo vệ người nhà Lê Vĩnh Thiên, đương nhiên sẽ không lùi bước. Cô ấy thừa dịp người của Đao Thần Giáo cùng Triệu Đình Vũ đánh nhau, không ngừng nổ súng. Một số người Đao Thần Giáo vẫn không tránh được đạn, từng tên bị bắn chết. Triệu Đình Vũ một thân một mình, thi triển ra tuyệt thế đao pháp của Ma Đao Môn, những người của Đao Thần Giáo đều không thể vượt qua đao pháp của anh. Có vài người muốn vòng qua Triệu Đình Vũ để đuổi giết đám người Chu Nhược Mai, đều bị Lại Như bắn chết. Lúc này Cầu Hạn cũng không hề nhàn rỗi, không ngừng vung, Hắc Long Diệt Nguyệt, đao trong tay, chém về phía Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên cuộn người bay lên không trung, cầm Tiểu Lâu Thính Vũ, thần kiếm, cùng Cầu Hạn trên không trung bắt đầu xuất chiêu tới. Lần này, hai người quyết chiến ở cự ly gần, chứ không phải so đấu đao khí với kiếm khí nữa. Keng, keng, keng. Tiểu Lâu Thính Vũ cùng Hắc Long Diệt Nguyệt, đao không ngừng chém vào nhau, phát ra từng đợt âm thanh chói tai.
Tiểu Lâu Thính Vũ cùng Hắc Long Diệt Nguyệt, đao đều là tuyệt thế thần khí, không phân biệt cao thấp, đao cùng kiếm chạm vào nhau, đều không có bất kỳ tổn thương nào. Lúc đao kiếm chạm vào nhau, Lê Vĩnh Thiên cùng Cầu Hạn bị chấn động đến mồm miệng tê dại, khí huyết trong cơ thể dâng trào. Lúc này, Cầu Hạn dùng hết sức mạnh, chém về phía Lê Vĩnh Thiên một đao. Lê Vĩnh Thiên cũng phát huy hết sức mạnh của mình, vung kiếm chém về phía Hắc Long Diệt Nguyệt, đao của Cầu Hạn. Ken dê dê dê. Thần kiếm và ma đao chạm vào nhau, phát ra một âm thanh khổng lồ, những chiếc lá rụng trên mặt đất đều bị chấn động bay cả lên. Còn Lê Vĩnh Thiên và Cầu Hạn đều bị chấn động đến mức mỗi người bay văng về phía sau. Lúc này, Cầu Hạn bị hất ngược lên trên một cành cây, đứng trên đó. Lê Vĩnh Thiên cũng bị văng ngược lên một cành cây, đứng ở trên đó. Cảm thấy cùng Lê Vĩnh Thiên quyết đấu như vậy cũng không phải cách hay, đành phải sử dụng sát chiêu cuối cùng của đao thần giáo Tam Hổ Giành Thực. Chỉ thấy ông ta nhanh nhẹn vung liên tiếp ra ba đao, ba đường đao khí, giống như ba con mãnh hổ xuống núi, gầm thét lao về phía Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên biết lượt quyết chiến cuối cùng đã đến, cũng lập tức sử dụng chiêu thứ ba vừa mới luyện thành của Hiên Viên Cửu Kiếm, kiếm xuất thần diệt. Chương 1075 vô thường. Lê Vĩnh Thiên dùng chân đạp một phát vào thân cây, cầm kiếm bay về phía trước, xuất chiêu, kiếm xuất thần diệt này. Chỉ thấy Lê Vĩnh Thiên trong nháy mắt hóa thành ba đường ảo ảnh không ngừng thay đổi, nghênh đón đường đao khí mãnh hổ của Cầu Hạn mà đi. Chu Nhược Mai biết Lê Vĩnh Thiên vừa mới luyện thành chiêu thức kiếm xuất thần diệt này, thấy Lê Vĩnh Thiên hóa thành ba đường ảo ảnh, liền biết anh ấy đã xuất ra chiêu kiếm xuất thần diệt này. Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng, Lãi Như, Triệu Ngọc Vũ đều không biết kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên đã xuất thần nhập hóa đến mức này, thấy Lê Vĩnh Thiên bất ngờ có thể xuất thành ba đường ảo ảnh. Tất cả đều cực kỳ kinh ngạc. Triệu Đình Vũ cùng người của Đao Thần Giáo, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Cầu Hạn đều dùng sát chiêu cuối cùng tiến hành quyết đấu, không nói không rằng, mà cùng ngừng đánh nhau, mở to hai mắt quan sát trận quyết đấu cuối cùng này. Chỉ thấy ba đạo ảo ảnh của Lê Vĩnh Thiên với đao khí mãnh hổ của Cầu Hạn không ngừng chiến đấu, vô cùng kịch tính. Triệu Đình Vũ cũng không nghĩ tới kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên đột nhiên lại có thể đạt tới loại cảnh giới này, thán phục không ngừng. Tự thấy bản thân không thể so sánh được. Cầu Hạn thân là giáo chủ Đao Thần Giáo, đao pháp cao thâm khó lường, hơn nữa còn có trong tay ma đao, Hắc Long Diệt Nguyệt, còn Lê Vĩnh Thiên chỉ là một thống soái của một vạn quân, cũng không phải là người trong võ lâm, vậy mà cũng có thể cùng cao thủ đao pháp như Cầu Hạn so đấu. Điều này làm cho Triệu Đình Vũ cùng người của Đao Thần Giáo đều cảm thấy khá bất ngờ. Trận cao thủ quyết đấu này, giống như một cảnh thần tiên giao đấu vậy. Lê Tuyết Tương, đám người Nguyễn Thị Hằng căn bản cũng nhìn không ra hung hiểm trong đó. Nhìn thấy ảo ảnh của Lê Vĩnh Thiên cùng ba con mãnh hổ của Cầu Hạn giao đấu chém giết, trái tim bọn họ đều ngập tới cổ họng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Lê Vĩnh Thiên. Lúc này, ba đạo ảo ảnh của Lê Vĩnh Thiên cùng ba đường đao khí giống như mãnh hổ của Cầu Hạn vẫn không ngừng va chạm, khó phân biệt, khó giải quyết. Khi mọi người cho rằng trận quyết đấu của Lê Vĩnh Thiên và Cầu Hạn này lại là ngang tài ngang sức, khi đánh đến lúc tưởng chừng ở thế hòa, thì thấy một đường ảo ảnh của Lê Vĩnh Thiên biến thành một ánh sáng màu trắng, lướt qua một trong số đao khí mãnh hổ đó, đâm thẳng đến ngực của Cầu Hạn. Cầu Hạn nhất thời kinh hãi mặt tái mét, ông ta vốn tưởng rằng trận quyết đấu này mọi người đều bất phân thắng bại, không nghĩ tới Lê Vĩnh Thiên bất ngờ vượt qua một đường đao khí của mình, hướng thẳng tới bộ ngực của mình mà đánh. Chiêu kiếm xuất thần diệt này, vốn là dựa theo một số quân trong cờ vua, xe, ngựa, pháo, tổ hợp tác chiến mà nghiên cứu ra kiếm pháp. Bây giờ, đường kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên chính là pháo trong mã sau pháo. Nói đã muộn, khi đó nhanh, lúc này kiếm khí quân pháo của Lê Vĩnh Thiên đã lao thẳng tới ngực Cầu Hạn. Cầu Hạn loay hoay, chỉ có thể đem Hắc Long Diệt Nguyệt đao để ngang trước ngực, nhằm ngăn cản đường kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên. Bùm! Một tiếng nổ lớn, đường kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên oanh kích vào Hắc Long Diệt Nguyệt đao của Cầu Hạn. Bởi vì chiêu thức này của Lê Vĩnh Thiên quá bất ngờ, hơn nữa năng lượng vô cùng mãnh liệt, mà Cầu Hạn vội vàng giơ đao chắn trước ngực, cũng không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, sau khi kiếm khí của Tiêu Phá Thiên oanh tạc Hắc Long Diệt Nguyệt đao, vì Cầu Hạn cầm không chắc Hắc Long Diệt Nguyệt đao, nên Hắc Long Diệt Nguyệt đao trực tiếp va chạm vào ngực ông ta. Bộp! Cầu Hạn bị Hắc Long Diệt Nguyệt đao của mình đập trúng, nhất thời phun ra một hộp máu tươi, sau đó toàn thân hất bay về phía sau. Nhưng trong lúc bị hất văng ngược lại, tay ông ta vẫn nắm chặt Hắc Long Diệt Nguyệt đao, không để cho đao rơi xuống. Bởi vì đây là một thanh tuyệt thế ma đao,
ông ta quý thanh đao như chính mạng sống của mình, cho dù có bị thương, cũng tuyệt đối không thể để cho đao bị mất. Vừa rồi ông ta bị thân đao va đập vào ngực, nếu như bị lưỡi đao đâm trúng, có lẽ đã mất mạng ngay lập tức rồi. Trận chiến gay cấn này chỉ trong nháy mắt, như cơn gió thoáng qua. Lúc này, ba đường đao khí như ba con mãnh hổ của Cầu Hạn lập tức nổ tung, còn ba đường ảo ảnh của Lê Vĩnh Thiên cũng biến mất không còn dấu vết. Tất cả biến hóa này diễn ra quá nhanh, Chu Nhược Mai, Lại Như, Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương và những người khác nhìn thấy Cầu Hạn bị kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên đánh bay ra, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Con tim bồi hồi, lo lắng của họ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Tiểu Lâu Thính Vũ của Lê Vĩnh Thiên và Hắc Long Diệt Nguyệt Đao của Cầu Hạn bất phân thắng bại, nhưng Lê Vĩnh Thiên dựa vào chiêu kiếm xuất thần nhập hóa, cuối cùng vẫn chiến thắng Đao Thần giáo chủ Cầu Hạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.